Hôm nay, Ban Giám đốc Viện Y Dược Học Dân Tộc và Ban Thường vụ Hội Hồ... mi Y Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học năm 2014 với chủ đề Bào chế viên hoàng cứng, viên hoàng mềm. Đó cũng chính là lý do của buổi hội thảo ngày hôm nay. Đến tham dự hội thảo ngày hôm nay, Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ trương thị ngọc lan phó chủ tịch hội đông y thành phố hồ chí minh đảng ủy viên phó viện trưởng viện y dược học dân tộc chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ dược sĩ hà văn hùng nguyên phó viện trưởng viện phó chủ tịch hội đông y thành phố hồ chí minh chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ dược sĩ phạm minh quân phó trưởng khoa dược viện y dược học dân tộc Xin trân trọng giới thiệu dược sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hồng Ngân, Phó trưởng khoa dược Viện Y Dược Học Dân Tộc. Ban tổ chức hội thảo cũng xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của tập thể Ban chấp hành Hội Đông Y Thành phố Hồ Chí Minh, các cán bộ viên chức là y sĩ, bác sĩ, điều dưỡng tại các bệnh viện y học cổ truyền quay học cổ truyền bệnh viện đa khoa thuộc 19 tỉnh thành phía Nam, năm tỉnh Tây Nguyên và các đơn vị thuộc phạm vi chỉ đạo tuyến của viện Y dược học dân tộc. Chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu các hội viên của Hội Đông y các tỉnh thành, lãnh đạo các khoa phòng trung tâm cũng như viên chức người lao động viện Y dược học dân tộc. Kính thưa quý vị, chương trình hội thảo hôm nay sẽ gồm các nội dung như sau: một, Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu 2. Thông qua chương trình 3. Phát biểu khai mạc hội thảo 4. Nội dung các báo cáo hội thảo Báo cáo chuyên đề về quy trình kỹ thuật bào chế viên hoàng cứng Báo cáo chuyên đề kỹ thuật bào chế viên tể hoàn mềm Báo cáo chuyên đề kỹ thuật bào chế rượu thuốc dùng ngoài Và cuối cùng là phần thảo luận, kết luận và bế mạc hội thảo Tiếp theo chương trình là phần phát biểu khai mạc hội thảo. Chúng tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ Trương Thị Ngọc Lan, phó viện trưởng viện Y dược học dân tộc lên phát biểu khai mạc hội thảo. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa hội thảo, à, kính thưa các vị đồng nghiệp, à, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một cái hội thảo nó cũng khác với cả mấy cái hội thảo trước mấy hội thảo trước của tùng chúng ta là chuyên về y thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một cái hội thảo chuyên về dược tuy là chuyên về dược nhưng mà thật sự mà nói chúng tôi cho rằng đây là một cái hội thảo có tính chất khá thiết yếu với cả những cái người nào mà có làm các cái phòng khám tại nhà bởi vì như chúng ta cũng biết rằng là y học cổ truyền có một cái điểm ưu thế đó chính là với tây y người ta sẽ không được phép bán thuốc ở trong cái phòng khám của mình người ta phải ra nhà thuốc còn ngược lại y học cổ truyền của chúng ta thì được phép bán các cái loại thuốc mà chúng ta bào chế hoặc là những cái loại thuốc mà được lưu hành uh, thuốc y học cổ truyền mà được lưu hành toàn quốc đây là hai cái dạng và cuối cùng nữa đó là các cái loại thuốc phiến để chúng ta bốc và cho bệnh nhân về nhà sắc và khi mà bệnh nhân về nhà sắc á, thì tôi cũng thấy muôn thuở một cái câu chuyện là bệnh nhân nói rằng bác sĩ ơi có cái viên thuốc nào mà uh, mà gì đó uống luôn được không chứ tôi về nhà tôi xác tôi không có thời gian tôi không biết cách sắc vân vân và vân vân và chúng ta lại có những cái bài thuốc mà cho một cái diện bệnh khá rộng tôi nói ví dụ như là chúng ta có một cái bài thuốc gia truyền chuyên dùng để chữa cơ xương khớp chẳng hạn thì rất là nhiều bệnh nhân cùng một lúc sử dụng cái bài thuốc đó và không thể nào bệnh nhân nào chúng ta đến cũng sắc dùng cho người ta hoặc là đưa người ta về cho người ta sắc thế thì như vậy chúng ta sẽ có một cái nhu cầu đó là sản xuất một số các cái loại thuốc trong nội bộ phòng khám của chúng ta sản xuất nhỏ và hai cái loại thuốc mà thường thông dụng nhất mà tất cả những cái bệnh nhân thường người ta biết đó là thứ nhất là viên hoàn cứng mà một trong những cái điển hình đó là người ta mô tả là bác sĩ ơi cái loại thuốc mà cái vỏ bọc nó đen đen nó như là cái hạt đậu đen đó, đó nhỏ nhỏ thì đấy là cái dạng gọi là viên hoàn cứng và đây cũng là một cái dạng thuốc mà khá thường sử dụng Thứ hai nữa là dạng thuốc tễ. Đúng không? Cái dạng thuốc mà trẻ con rất là thích nhai ngọt, dẻo. À, như là hồi xưa tôi còn có những cái bệnh nhân kêu là cái viên thuốc mà nó dẻo như là sẻ kẹo sô-cô-la vậy. Thì nó là loại viên hoàn mềm. Và ngoài ra đó thì các cái bệnh lý cơ xương khớp thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta cần các cái loại rượu và cồn so bóp. Và tôi vẫn còn nhớ là ngày xưa tôi, mặc dù là bác sĩ nhưng mà tôi về nhà tôi cũng mày mò, tôi bào chế thử các cái loại rượu. Thì rượu thì tương đối ổn Nhưng mà có một số cái nó cũng hơi khó tan Ví dụ như là tôi cần thêm metin chẳng hạn Cuối cùng là nó nổi lều bèo ở trên trên mặt nó không có hòa tan Thì đấy cũng là một trong những cái kinh nghiệm thất bại Bởi vì mình có một cái phòng khám thì mình cũng sẽ có một số cái nhu cầu Đặc biệt là cơ xương khớp Bệnh lý cơ xương khớp là bệnh khá phổ biến trong điều trị y học cổ truyền Thì cái nhu cầu rượu so bóp là một cái mà cũng là một cái nhu cầu quan trọng thế cho nên chính vì chúng tôi cho rằng hội đông y đánh giá rằng đây là một cái nhu cầu uh, cho các thầy thuốc y học cổ truyền để sản xuất nhỏ các cái loại thuốc ở trong phòng mạch của mình thế cho nên chính vì vậy thì chúng tôi đưa ra một cái hội thảo ngày hôm nay đó là bào chế viên hoàng cứng viên hoàn mềm và các cái loại rượu xoa bóp dùng ngoài đấy là cái lý do của cái chúng tôi tổ chức cái hội thảo vào uh, tháng 6 và ngoài ra đó thì từ tháng 7 cho đến tháng 12 thì chúng ta còn rất là nhiều các cái hội thảo liên quan về y cũng như là liên quan về dược. À, và sẵn đây thì chúng tôi cũng thông báo luôn tại vì tôi nhớ là tháng trước thì tôi có hứa là chúng ta sẽ tổ chức một cái hội thảo về à, dưới đây rắc hơi. Nhưng mà tháng này vẫn mọi người vẫn chưa thấy thì lý do cái câu chuyện là à, tôi quên mất tính toán đến cái tiến độ là phải xin phép sở y tế trước khi mà chúng ta tổ chức. Thế cho nên là cái công tác tổ chức thì đang xin phép và vì vậy cho nên là trong tháng tới thì chúng ta thay vì là một hội thảo trong đó có một cái hội thảo thường quy đó là cái ứng dụng của tricopoy trong các cái điều trị các bệnh lý và cụ thể thì chúng tôi sẽ có hai cái bệnh lý giới thiệu một đó là rối loạn khớp thái dương hàm và hai nữa là viêm gân cơ đây là một cái bệnh lý mà cũng khá phổ biến thì còn có một cái hội thảo mà chúng tôi sẽ kết hợp với cả hội Đông Y Gia Lai tổ chức vào giữa tháng 6 về cái biện chứng luận trị của tặng thận cũng như là tặng tỳ và hội thảo này thì cũng có cái uh, online cho nên là nếu mà các quý vị nào mà có quan tâm uh, thì cũng uh, theo dõi và ba cái hội thảo này thì uh, người giảng chính vẫn là tôi uh, thì cũng thông báo với mọi người như vậy và đối với cả cái hội thảo về rắc hơi ấy, thì hôm bữa là tôi dự kiến là tổ chức một cái lớp nhỏ 50 người. Nhưng xong sau đó thì chúng tôi mới thấy rằng thực ra thì nó sẽ có thể có một cái giải pháp khác. Cho nên là trong tháng sau thì chúng ta sẽ tổ chức cái hội thảo rắc hơi giống như như vậy. Tức là chúng ta số lượng là thoải mái. Và sau khi chúng tôi nói cái phần lý thuyết thì chúng tôi sẽ cho cái thao diễn ở trên này luôn để cho mọi người xem. Còn những người nào mà có nhu cầu muốn thực hành thì liên lạc với bên Hội Đông y thì chúng tôi sẽ tổ chức thực hành theo nhóm nhỏ để cho tiện cho cái câu chuyện là uh, nếu mà chúng tôi làm từng nhóm nhỏ từng nhóm nhỏ thì chúng tôi phải tổ chức rất là lâu và như vậy thì cái uh, tổ chức cho các cái lớp trích lễ nó cũng sẽ như vậy nó sẽ có hai phần một phần là sẽ kiến tập ở trên hội trường cho một cái số lượng lớn và trường hợp thứ hai là những người nào có nhu cầu thực hành thì đăng ký riêng với cả hội đông y thì chúng tôi sẽ tổ chức những nhóm nhỏ để, để như vậy để chúng ta giải quyết cho một cái số lượng lớn những người mà có nhu cầu uh, thì đấy là cái uh, chương trình của tháng 6 cũng thông báo với cô bác các anh chị và các cái hội thảo từ giờ cho đến cuối năm thì cũng khá nhiều và cũng khá chất lượng thành ra là cũng rất mong cô bác các anh chị là chú ý tham gia chúng ta quay trở lại cái hội thảo ngày hôm nay à, thì ngày hôm nay sẽ là do các cái dược sĩ đầu ngành của viện của chúng tôi trong đó thì quan trọng nhất là thạc sĩ dược sĩ hà văn hùng anh là người có cái thâm niên mấy chục năm trong cái công tác bào chế thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cái hướng dẫn và nói về các cái quy trình bào chế và đồng thời là trong sau khi mà chúng ta hội thảo thì trong quá trình các vị ở nhà bào chế có vấn đề gì thắc mắc thì có thể là hỏi các chuyên gia để sẽ được giải đáp bởi vì nó sẽ có những cái tiểu xảo mà nhiều khi mình không có kinh nghiệm, mình không thể làm được. Và có thể là nó không chỉ gói gọn cho câu chuyện của hoàn cứng, hoàn mềm. Ví dụ các vị có thể đặt câu hỏi trong bào chế, ví dụ trích thảo, trích kỳ, vân vân chẳng hạn. Thì cũng nếu chúng ta có cái vướng mắc gì thì chúng ta cũng nhân cơ hội này thì chúng ta cũng có cái câu hỏi. Thì đấy là những cái gọi là thông tin chúng tôi muốn thông báo với cả quý vị hội đồng y và rất là cảm ơn mọi người là đã ủng hộ hội đông y với cả viện về vì chúng tôi thấy rằng các cái buổi hội thảo thì mọi người đều đi rất là đông đủ và có mặt từ đầu buổi đến cuối buổi thì rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người và cũng chúc cho hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp xin cảm ơn xin cảm ơn phần phát biểu của bác sĩ ngọc lan tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời thạc sĩ dược sĩ hà văn hùng với chuyên đề quy trình kỹ thuật bào chế viên hoàng cứng xin trân trọng kính mời kính thưa tiến sĩ bác sĩ trương thị ngọc lan phó tịch hội đông y phó viện trưởng Phòng Dân tộc kính thưa quý uh, lương y bác sĩ y sĩ uh, các uh, anh chị uh, công tác và phục vụ cho người dân trong các uh, phòng khám và trong các tổ chức hội đông y quận huyện và hội đông y thành phố thủ đức uh, trong công tác uh, đông y của mình y và dược thì kính thưa tất cả các cô chú anh chị Thì tôi sẽ báo cáo chuyên đề kỹ thuật bào chế viên hoàng cứng Đây là một dạng chúng ta biết rằng Khi nói đến đông y vì sự phát triển ban đầu của nó Người ta thường nói đến bốn cái dạng thuốc Truyền thống Giống như kinh điển Cao, đơn, hoàng và tán Thì chuyên đề cao lỏng chúng ta cũng đã được nghe và Cho nên là sẽ báo cáo với cái chuyên đề này thì tôi xin bắt đầu vào cái uh, nội dung. Sẽ uh, báo cáo uh, tập trung. Thứ nhất chúng ta cũng tìm hiểu qua về định nghĩa của viên hoàng cứng là gì. Và phân loại có mấy loại. Nội dung thứ hai là so với các dạng thuốc khác. Uh, Câu lỏng và các dạng thuốc hiện đại viên nén như bao phim. Vậy thì cái ưu điểm, nhược điểm của viên hoàng cứng như thế nào? và nội dung thứ ba nội dung trọng tâm là cái kỹ thuật cơ bản và theo kỹ thuật đó thì tùy công thức chúng ta có vận dụng các bào chế khác nhau là kỹ thuật cơ bản để bào chế viên quần cứng từ nguyên vật liệu ban đầu đó là các vị thuốc và phần thứ tư gì thì bào chế ra thì theo quy định của bộ y ừ tế thì đối với các cơ sở sản xuất À, thuốc lưu hành toàn quốc và cũng như lưu hành nội bộ thì viên quần cứng phải đạt những tiêu chuẩn nào theo dược điển Việt Nam mới nhất là dược điển Việt Nam năm tái xuất bản năm 2017 và phần thứ năm minh họa xử lý hai công thức là công thức bằng lục vị và một công thức trị ho vậy thì chúng ta bào chế viên quần cứng dựa vào lý thuyết chúng ta sẽ vận dụng bào chế như thế nào đối với hai bài thuốc này về định nghĩa thuốc hoàng là dạng thuốc rắn hình cầu được bào chế từ bột hoặc cao dược liệu với các loại tá dược thích hợp thường để dùng uống thì dựa theo hình dạng của dạng thuốc thì ta mô tả như thế và rõ ràng thành phần của thuốc hoàng thành phần chính đó là các dược liệu chúng ta sơ chế phước chế thành vị thuốc chúng ta chuyển nó dần thành bột và thêm tá dược để bào chế nó và tá dược ở đây thì tá dược để giúp cho nó dính để tạo thành cái viên hoàng qua quá trình chúng ta làm thì theo cái tài liệu thì viên hoàng cứng đã tồn tại hơn ba ngàn năm theo các tài liệu ở trung quốc và nó được dùng ở chúng ta cũng vậy khi mà tiếp xúc với đông y thì chúng ta thường là uống thuốc hoàng thuốc tán rồi sau này thì phát triển của uh, ý, của y uh, dược học Nói chung và trong phát triển của ngành cơ khí hoặc là trong về mặt hóa học thì vấn đề chiết xuất đặt ra người ta cũng ra những dạng thuốc mới như là viên nén là bao phim và dạng cấp xuyên nguyên năng cứng hoặc năng miền vân vân thì từ đó uh, Lý do đó Thì cái viên hoàng cứng Hoặc là hoàng mềm Thì có thu hẹp lại Thì theo cái tài liệu người ta nói như thế Thực tế Với sự y học cổ truyền là một đặc điểm Kế thừa bảo tồn phát triển Mặc dù y học hiện đại có phát triển dược học hiện đại có phát triển Nhưng mà cái cái truyền cái cổ truyền mà cái dạng thuốc của về dược đông dược á thì vẫn tồn tại và duy trì bên cạnh sự phát triển những dạng thuốc viên nén viên nang vân vân thì dạng thuốc hoàng cứng hoặc hoàng mềm vẫn được tồn tại thì thực tế các công ty xí nghiệp họ sản xuất thuốc đông dược thuốc y học cổ truyền thì bên cạnh mặt hàng là viên nén bao phim hoặc là viên nang nó bào chế phức tạp hơn, cầu kỳ hơn, nó đòi hỏi những kỹ thuật khó hơn. Thì vị trí của Viên Hoàng Cứng và, à, vẫn được các công ty xí nghiệp quan tâm phát triển. Thì cụ thể à, tại Viện Y học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 24 tháng 12 năm 1975 và cũng Viện cũng đang chuẩn bị à, tiến tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện. Thì hiện tại với sự cập nhật và có sự kết hợp dược học cổ truyền với dược học hiện đại thì viện học dân tộc cũng phát triển các dạng thuốc à, nén viên nén bao phim bao đường hoặc là viên năng cứng và vân vân cái dạng thuốc khác nhưng mà vẫn duy trì và phát triển cái dạng viên hoàng cứng với các mặt hàng chủ lực từ các bài thuốc cổ phương như quốc hương chính khí hương sơ lục quân lục vị hoàng bác vị hoàng và thất bỏ bị nhiệm đơn, vân vân. Để chúng ta nói rằng sự phát triển hiện đại nó có rất là mạnh mẽ, tuy nhiên những cái truyền thống và trong nhân dân hoặc là trong giới y dược cổ truyền vẫn còn tồn tại phát triển thì cái viên hoàng cứng vẫn còn chỗ đứng của nó bên cạnh những dạng bào chế hiện đại. Theo định nghĩa của Bộ Y tế thì dạng bào chế hiện đại đó là viên nén, bao phim, bao đường, hoặc là viên năng cứng, mặc dù cái nguyên liệu bào chế không phải từ quá dược mà từ các dược liệu. Còn bào chế cổ truyền, truyền thống vẫn là cao đơn, hoàng tán. Phân loại theo học cổ truyền thì dựa vào tác dược dính để mà làm thành cái viên hoàng. Người ta phân ra bốn loại, thứ nhất là thủy hoàng, là hoàng điều chế tác dược dính là nước, rượu, có thể là giấm. Nhưng nước là thường xuyên hơn và bằng phương pháp bồi viên. Phương pháp bồi viên như thế nào thì chúng ta sẽ xong cái phần thứ ba. Và cái khối lượng viên theo thủy hoàng này dưới 0,5 gram một viên. Nhưng mà thực tế thường trong hiện nay thì chúng ta liều dùng cách dùng, có thể là quy ri ra bao nhiêu gram hoặc là bao nhiêu viên. Thì rõ ràng là cái với phương pháp bồi viên, thì cái trọng lượng của viên hoàng cứng thì nó có khoảng trên lệch nhưng mà định nghĩa là thường người ta quy định là 0,5 gram là viên hoàng cứng, cứng theo thủy hoàng dạng thứ hai là hò hoàng, tức là dùng cái tinh bột để nấu nó lên chín với một lượng nước nào đó để độ dính nào đó để có thể làm hoàng thì cái dạng viên hoàng bào chế bằng pháp này gọi là hò hoàng và bào chế này thì bằng phương pháp chia viên bồi viên bồi viên như thủy hoàng tức là dùng bột mịn của dược liệu thì ta dược dính để bồi nó lớn lên từ từ. Còn chia viên thì chúng ta phải tạo cái khối khối uh, bột dược liệu mịn phối hợp tác dược uh, dính là chất hồ á, có thể là 5 10% tùy theo cái đặc tính của cái dược liệu chúng ta làm hoàng Ta chia thành cái thổi và ta dùng cái thủ công bằng bàn chia viên những cái viên viên nhỏ, nó không phải là tể tại vì nó không phải là mật. Còn nếu bột với mật thì sẽ xem cái dạng thứ ba là mật hoàng là bào chế với tá dược dính là mật ong và mật được luyện thành châu trộn với bột thuốc khi còn nóng và bào chế bằng quân pháp chia viên thì thạc sĩ dược sĩ phạm minh quân sẽ báo cáo với chúng ta cái chuyên đề về thuốc mật và còn gọi là tẩy khối lượng có thể đến 12 gram và thể chất nó là nhuận dẻo thì có thể nhai được vì đặc điểm của cái viên tể thường thường các thầy thuốc và người ta chọn những cái dược liệu mà tại là nhai mà mặc dù cái mật là ngọt nhưng cái dược liệu đó thường nó không có mùi hắc quá khó chịu hoặc nó không có mùi mà nó đắng mà với tỷ lệ mật phối hợp vô nó không che lấp được thì thường ta mới chế uh, viên tể còn nguyên hoàng thì đã bao rồi nó nó che giấu mùi gì khó chịu rồi cho nên là không có lưu ý rồi đó cứ về mật thì chúng ta lưu ý khi chọn công thức để mà làm dạng thuốc tể thì thuốc tể ở viện cũng có sản xuất mấy loại thì sĩ quân sẽ sẽ báo vẫn duy trì uh, các dạng thuốc cổ truyền ở tại viện mặc dù viện cũng hiện đại về mặt dược cổ truyền cũng nhiều nhưng mà các gì dạng thuốc đó vẫn vẫn còn giữ và bệnh nhân vẫn vẫn có nhu cầu dùng sử dụng trong điều trị bệnh tại viện dạng thứ tư là lạp hoàng cái dạng này ít thấy thì được bào chế với sáp ong bằng cách đun chảy và vơi viên ở nhiệt độ gần nó đông đặc của sáp đồng thời lớp sáp nó bao bên ngoài nó về phân loại vào nội dung lớn thứ hai vậy thì u nhược điểm của thuốc hoàn là gì so với dạng thuốc khác thì cái ưu điểm của viên hoàn cứng là phương pháp đầu chế đơn giản không đòi hỏi trang thiết bị phức tạp thứ hai là dạng thuốc rắn nên có tính ổn định và thuận lợi trong vận chuyển và bảo quản và cũng dễ chia liều chứ không thể là đếm bao nhiêu hoàng đó nếu mà hoàng chúng ta làm nó chuẩn trọng lượng mỗi viên hoàng nó không có chênh lệch quá lớn thì đếm viên hoặc là uống theo ram quy ra vào khoảng bao nhiêu viên thì tương ứng bao nhiêu ram ngày uống mấy lần và có thể bao bên ngoài để che giấu mùi vị khó chịu của các dược liệu tức là các bột thuốc chúng ta làm hoàng, cứng và như vậy tác dụng nó nó chậm hơn nó cao lỏng cao lỏng thì chúng ta hấp thu liền và cao lỏng thường thường cái hàm lượng chúng ta uống nó nhiều hơn là cái hoàng tại vì chúng ta qua quy định nấu nấu bằng nước tức là chiếc bằng nước thì thường cái hàm lượng nó cô đặc rồi nó cô động lại rồi cho nên là uống nó liệu hơn và hấp thu nhanh hơn còn nguyên hoàng cứng này thì chậm hơn cho nên thích hợp những bệnh nhân bị bệnh mãn tính. Về phương hướng điều trị sử dụng thuốc đi học cổ truyền tại viện thì bệnh nhân ban đầu vào viện thì các thầy thuốc là thường mà thành một cái cái thường quy của của viện học dân tộc đó là dùng thuốc thang sắc nó phù hợp với từng cá thể từng cái à, bệnh chứng biểu hiện ra đồng thời thầy thuốc có thể gia giảm được còn khi chúng ta bào chế thành những dạng dùng đại trà dùng chung cho nhiều đối tượng mặc dù có cái bệnh lý bệnh nó, nó chung nhưng nó cố định ví dụ bản thận âm thì bị lục dị vạc nó cố định công thức rồi còn nếu mà thuốc thang thì thì thuốc có thể gia giảm được ngoài cái chức năng về thận gì thì người bệnh nhân nó biểu hiện những cái triệu chứng gì thì thì thuốc cho phép thì thuốc có thể gia giảm được và dùng trong đó đi lui bệnh ở nhiều tạng phủ và cho nên là cái nào chính là phụ thì thuốc phối hợp cho nên cái viên hoàng thích hợp cho bệnh nhân bị mạng tính. Tức là giai đoạn sau thì các bác sĩ ở viện này dùng cái đơn thuốc uh, viên nén, viên hoàng hoặc là thuốc tể, nhưng lúc đầu vô phải dùng thuốc than thì, thì nó có những cái lợi uh, thế và những cái ưu điểm trong cái quá trình điều trị. Và nhược điểm thì như đã nó nói rồi, nó tác dụng chậm hơn. À, viên hoàng nó phải qua đó dụng bệnh bao như vậy, phải có thời gian tan rã ra, những tiểu phân lớn và những cái mảnh nhỏ hơn để nó đi vào dạ dày vào ruột ruột non để nó hấp thu trong đó và nhược điểm thứ hai là lượng thuốc dùng một lần thì thường nhiều nếu chúng ta bào chế viên hoàng nhỏ quá ba bốn năm gram bốn gram chẳng hạn ba gram thì uống người ta nói uống lợn bốc thì khi cái cái đó có nhiều người người ta không quen người ta cũng không tin tưởng thấy uống thì sẽ quá nhiều à, nhưng mà thực tế thì chúng ta sẽ bào chế viên hoàng cỡ 5-6mg 6mm á cái đường kính ấy, thì như vậy số viên ít hơn nhưng mà nói chung nó nó dùng cái bà dạng nguyên gốc của vị thuốc chúng ta tác bụng mệnh. nếu trong công thức chúng ta có không có nấu cao gì hết thì nó nguyên gốc như vậy cho nên là để cho nó tác dụng thì cái lượng dùng nó phải phải dùng nhiều nhiều viên hoàng đó cho nên là nó có cái nhược điểm đó và đối với trẻ em thì nó không thích hợp cho nó uống một viên thuốc cũng trần ai khoai cũ này uống nhiều viên quá thì đâu thích hợp. Nhưng mà những bệnh nhân người ta um, yêu thích và biết đông y thì lúc ở viện cũng chữa bệnh cho trẻ con ở tuổi nào đó thì vẫn dùng. Nhưng mà về phân tích ra thì mình thấy có cái nhiệt điểm vậy. Những trẻ con nhỏ thì nó nó không bất tiện, nó không thích hợp. Và đặc điểm nữa thì nó cũng có khả năng hút ẩm, nó móc và vi sinh phát triển. Thì chúng ta phát triển thì ta dược dính gì đó ha, về cao, về hầu loãng và bao mặt ong đi nữa thì nó cũng dễ phát triển à, vi sinh vật và nấm mốc nó phát triển đó thì phần um, phân loại và đặc điểm chúng ta sang phần nội dung uh, kỹ thuật bào chế đây là dùng trọng tâm uh, truyền tải truyền đạt đến uh, quý cô chú anh chị uh, sẽ giới thiệu hai phương pháp một là phương pháp uh, theo uh, uh, truyền thống cổ truyền là chúng tôi không giới thiệu phương pháp và bằng cách là, là chia viên ha, hoặc là chia viên và dùng cái bàn lăn. Tôi giới thiệu vào phương pháp có dùng máy là phương pháp bồi viên. Phương pháp này thì dùng máy nhưng là cũng có thủ công rất là nhiều. Thì chúng tôi ở viện đang sản xuất phương pháp này và hướng sắp tới thì viện sẽ áp dụng phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ hai là dùng máy móc tự động để nó tạo ra riêng hoàng mà con người ít phải tốn công phương pháp viên môi viên này nè cái người mà nhân viên các dược sĩ hoặc là các nhân viên có tay nghề cao họ sản xuất viên hoàng mà thường xuyên họ đứng suốt luôn tại con người cái tay mình phải hỗ trợ với máy mình phun dịch hoặc mình rắc bột dược liệu vân vân phải đứng suốt luôn cho nên nó cũng có những cái hạn chế thì hướng Sắp tới thì viện cũng đang hướng tới cái trang bị cái, cái máy móc để uh, giải phóng bớt uh, sức lao động của người. Rồi về đi sau phương pháp này chúng ta còn các giai đoạn là chúng ta xử lý cái dược liệu chúng ta trong thức như thế nào. Và tùy bản chất dược liệu chúng ta sẽ lựa chọn tá dược nào để chúng ta làm ra cái viên hoàng. Giai đoạn thứ hai chúng ta phải gây nhân để sau đó chúng ta bồi viên. Và thứ ba là bồi viên hoàng. Cũng có uh, tài liệu gọi là bao viên hoàng. Thì dùng bồi là gì? Tại vì kiến tựa nhân nhỏ xíu, sau đó chúng ta dùng tới dược dính để làm ẩm và thêm rắc thêm bột. Động tác cứ lập đi lập lại, tức là bồi từ cái viên nhân khoảng 1mm đến thành cái viên 5 hoặc 6mm đường kính, thì chúng ta là thành sản phẩm. Cho nên tôi thích dùng cái từ bồi viên hoàng tức là bồi đắp nó từ từ nó một mm thì nguyên nhân nó lớn lớn là thành đến kích thước ta mong muốn là 5 mm hoặc là 6 mm là viên hoàng thành phẩm hoàn chỉnh bồi viên xong thì chúng ta phải qua giai đoạn sấy và để bảo vệ nó cho nó hoặc là cho nó uh, bảo vệ cái viên hoàng hoặc là tạo ra che dấu mùi hoặc là tạo cái màu sắc theo mong muốn thì phải bao viên hoàng và ban viên thì nó cũng chưa có bóng thì đi đẹp đẽ hơn thì viên thuốc phải chất lượng và về bên ngoài phải nhìn phải phải bóng thì chúng ta phải qua giai đoạn lên bóng tức là các giai đoạn chính bây giờ mời chúng ta theo dõi từng giai đoạn xử lý dược liệu và tái dược thì vì xử lý dược liệu á dược liệu dùng trong công thức mà chúng ta bào chế thành viên hoàng có thể là động vật, thực vật hoặc là phán vật, nhưng mà thường là thực vật hoặc đôi khi có kết hợp một ít phần nhỏ là bộ phận dùng đó là từ động vật và tùy theo thể chất của dược liệu trong công thức chúng ta bào chế thì có thể xử lý như sau: chúng ta phải chuyển từ cái vị, cái dạng thuốc phiến tức là dược liệu chúng ta chế biến thành phiến những củ xuyên khung nó, nó to lớn như vậy củ hòa thô đỏ hoặc hoàng kỳ nó dài cam thảo dài như vậy thì chúng ta phải bào phiến và từ bào phiến chúng ta phải chuyển thành dạng bột chúng ta mới làm viên hoàng được thì do đó chúng ta phải tùy theo công thức thì dược liệu nó có tẩm muối không trạch tả tẩm muối hay không tùy theo công thức thì quần kỳ có chích mật hay không vân vân thì chúng ta sẽ sao tẩm theo công thức của chúng ta chọn và theo bài thuốc thì sau đó phải được sấy khô thường thì công thức cấu thành đó, thường thường đó là công thức là vị thuốc tức là từ dược liệu chúng ta mua ra vào chúng ta rửa sạch chúng ta bào phiến phơi sấy sao tập gì đó thì từ công thức ta tính thì trong quá trình bào chế viên hoàng chúng ta nó sẽ ổn định hơn chứ chúng ta không đi từ cái cân 5 kg dược liệu chưa chế rồi mấy ký dược liệu này kia thì quá trình rửa này kia rồi sấy này kia nó sẽ rất phức tạp cho chúng ta trong quá trình làm nó kéo dài với lại nó không có chuẩn ta đưa nguyên liệu chuẩn là dương liệu dược liệu đó đã được chế biến thành vị thuốc tức là được sơ chế hoặc là sao tẩm theo quy định chúng ta mới tán bột thường thường là ra dựa như vậy và yêu cầu tán đây là tán bột mình à, phải qua giai đoạn rây thường công thức thì có dược liệu nó có ít sơ cũng phải rây rây phải loại bỏ chất sơ đó rồi sau đó cái sơ nó nhiều quá thì chúng ta sẽ phải tán một lần nữa để chúng ta không bị hao hụt đi. Còn nếu trong công thức mà có dược liệu tán bột để lấy bột mịn, có các dược liệu phải nấu cao lỏng, thì cái sơ và cho khi chúng ta tán lấy bột mịn, chúng ta có thể nhập chung vào để chúng ta nấu với các dược liệu mà chúng ta định là chúng ta xây dựng quy trình là phải nấu cao nó, nó để không có bỏ đi và rây bột để cho khối bột đồng nhất. Và thường rây qua rây số 180 thì quy định C chúng ta 80 chúng ta thấy là cái thường là cái cỡ mất rây rất là nhỏ. 0.18 mm. 1 mm là nhỏ rồi. Chia g hơn 10 lần. À, gần 10 lần. Đó, thì nó rất là nhỏ thì ta bột mịn còn dây số 100 mà tới một trăm năm mươi thì bột rất mịn thì chúng ta lấy dây một trăm tám mươi thì được rồi cho cái đèn không thấy thì chúng ta nhìn ha rồi nhớ là bột mịn nha Chứ bột thô quá thì Chúng ta làm viên hoàng nó thô Và như vậy cái hàm lượng Của dược liệu á Của bột các dược liệu Nó chứa trong viên hoàng nó 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 sẽ không có nhiều Mà dù kích thước nó 6mm Nhưng bột mịn Theo quy định Thì nó chứa nhiều Bột hơn Nhiều bột dược liệu hơn Nhiều tương đương dược liệu á Để chúng ta uống nó ít hơn viên hơn Chúng ta hình dung không Nếu càng thô thì nó bồi tới 6mm nhưng mà viên nó, nó sẽ nhẹ như nhẹ như vậy thì nó chứa từng cái cái hàm lượng mấy mg trong như đó trong viên hoàng nó rất là nhỏ ha cho nên phải là quy định một mình về nấu cao đối với các dược liệu trong công thức chúng ta gặp những dược liệu mà nó có uh, chất xơ nhiều khó tán bột như là đại phúc bì vỏ cao cam thảo cam thảo bắc đó, đổ trọng thì người ta tắm bột ra lấy được bột bao nhiêu? Rất là sơn. Vậy thì chúng ta có giải pháp là phải nấu cao nó. Thay vì dùng chất dính là hồ loãng thì chúng ta lấy cái cao đó làm chất dính trong quá trình chúng ta bồi viên. Hoặc là dược liệu nó có những chất uh, dính do nó chứa nhiều đường như mạch môn, thiên môn, bách bộ vân vân thì chúng ta phải nghĩ đến việc nấu cao nó lại lấy nó làm chất dính chúng ta khỏi dùng cái hồ ở kia và đồng thời cũng giải quyết được là gì cái công thức chúng ta nó rất là gọn và đảm bảo rằng một cái viên hoàng đó với hỗn hợp bột mịn dược liệu và có cái cao thành chất dính thì cái chất lượng viên hoàng nó sẽ chứa nhiều hơn cái hàm lượng từng dược liệu chứa trong một cái viên hoàng đó sẽ nhiều hơn chúng ta hình dung ha cho nên là ở viện cũng áp dụng cái phương pháp đó Và trong bộ chế kỹ thuật chung người ta cũng tính đến như thế Và cao thuốc dùng tới dược dính Thường dùng là cao lỏng 11 hoặc cao lỏng 21 Cao lỏng 11 người ta định nghĩa Đó là số 1 đầu á là cứ 1 gram dược liệu Chúng ta nấu cao ra và cô cao nó còn tương đương lại 1 ml cao 1 gram dược liệu tương đương 1 lít cao gọi là cao lỏng 11 À, chỉ số đầu tiên số 1 đó là nói về cái một ra, cái lượng là 100 một một dược liệu. Chúng ta nấu một nước hai nước, chúng ta cô lại 5 kg dược liệu. Chúng ta đổ nước ta nấu nước 1, nước 2, nước 3 gì đó chúng ta ta lọc ta cô lại như cuối cùng còn 5 kg dược liệu. Như vậy cái cao đó được định nghĩa là cao lỏng 11. Một, một. Còn nếu cao lỏng 21, vậy thì 2 12 chúng ta 21. Trong như tới dực uh, dính thì người ta làm cao 21 không được nó dính quá là không được. 12 thì nó loãng hơn. 10 kg vật liệu nấu nước 1, nước 2, nước 3 cô lại. Như vậy cao 1 2 vậy thì 1, 10 kg dược liệu ta cô lại còn 5 kg dược liệu. Các cô chú anh chị nắm không? Thầy này lâu quá thì nó sẽ không quên thì nhắc lại vậy ha. Tóm lại là số đầu tiên chỉ về dược liệu. Chỉ số thứ hai chỉ về cao ta lấy. Nếu mồi 10 kg dược liệu lấy 10 lít cao để làm tác dực dính thì cái cao đó gọi là cao 11 vậy thôi. Ha. và chúng ta nấu cao như vậy để giải quyết rồi cho nó nó công thức chúng ta nó được uh, tốt nhưng mà cũng cần lưu ý những điểm sau nếu cao mà trong một công thức mà cái lượng nấu cao nhiều quá mà khả năng dính nhiều quá ha, thì cao có thể độ dính mạnh như vậy đó nó khó làm khó làm hoàng tại quá trình làm hoàng cái máy bào viên á máy bao bao viên đó, nó quay theo chuyển động tròn theo một cái đồng tâm và nếu được dính nhiều quá thì nó dính nhiều cái viên viên từ viên nhân thì không dùng cao dính rồi nha đó xem ta sẽ sẽ tìm được phần đó đến như vậy nó làm cản trở lực lăn của cái từng viên hoàng viên hoàng còn nhỏ đó và viên hoàng lớn nữa và nó dính quá thì quá trình lăn như vậy đến khi nó mới rời nhau mà nó dính nhau hả? À và như vậy đi lúc rồi nó dính nhau như vậy mình không một cái nồi bao có mấy chục ký làm bồi viên á chúng ta không thể nào mà dùng tay đảo để phân tán được thì nó dẫn đến là nếu viên nó bị không có đều nó dính là không đều hoặc nó dính như vậy nó ăn bột không đều cứ một lớp uh, tá dược dính hoặc là lớp cao lỏng á, mà một lớp bột như vậy nó sẽ ăn không đều nó dẫn đến là viên hoàng không có tròn đều do đó trong kỹ thuật thực tế thì cái người kỹ thuật uh, bào chế phải lưu ý cái này và có kinh nghiệm uh, thì cái người dược sĩ phải tính toán thế nào đó để lượng cao nấu không quá nhiều và dính hoặc là tán ở mức độ nào đó như thuộc địa có thể là không nấu cao mà tán bột thuộc địa bản chất nó rất là nhiều chất đường do đó trong cái bài lục vị hoàng mà tán bột cũng rất là khó ở viện đó. nó tán quá mình nó nó mình dù sấy rất là khô để mình tán nhưng phải tán chung với các dược liệu khác ở trong công thức bài lục vị ấy, ha để làm chi để cho với ma sát của cái máy tán nó dùng quay nó rất là nhiều vòng và rất nhanh nó nóng lên nó chảy ra thì có cái bột và các dược liệu khác tán cùng nó nó hút hút cái dính của thuộc địa mới tán được thành bột còn nếu ta nấu cao thì cũng phải cân nhắc nấu nhiều quá dụ lượng công thức nấu nhiều quá thì nó dính quá thì cũng sẽ ảnh hưởng cái việc mà là viên nó không có tròn đều đặc biệt là tán thục địa rất là cực ha còn nếu bài thuốc nào mà có à, môn thiên môn có nhiều đường đó, thì thường xu hướng là nấu cao nhưng có thể phải tính cân nhắc công thức thôi mà giải quyết cũng được chứ nấu cao mà cứ nấu cao để mà nó nó gọn lại không tán bột khó quá nấu cao thì nó sẽ trở ngại chúng ta khi kỹ thuật quá trình bồi viên chúng ta đi tiểu mục thứ hai là về tái dược thì tái dược dùng trong viên hoàng chủ yếu là tác dược dính ở thể lỏng và đối với một tác dược dính thể lỏng có các yêu cầu sau thứ nhất là có khả năng dính nó tốt dính tốt mà theo yêu cầu chúng ta thôi chứ mà dùng cao dính quá thì cũng không được dính tốt nó phù hợp với cái công thức chúng ta làm hoàng và nó dễ tan rã dễ phóng vật chất trong cái đường tiêu hóa được chứ nó dính quá uống xong nó vô dạ dày nó cứng quá nó không rã nó ra qua được non rồi những người ấy nó ra luôn đi ra ngoài luôn cũng còn viên là do nó không rã hoặc mấy người mà tỳ vị hư yếu rồi tiêu chảy mà uống viên hoàng đó. cũng có người là nó không cũng không ra vậy nhưng người ta phải quy định là viên hoàng cứng á thời gian bao lâu phải rã à, phần sau ta sẽ nói chứ không phải mà làm cho được mà nó cứng quá không rã thì nó đâu có đặt yêu cầu về chất lượng tái dược này nó phải ổn định Tức là không biến đổi theo thời gian Biến định, ổn định nó cho nghiên cứu Nhưng mà nó không ổn định thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng viên hoàng Nó làm viên hoàng không còn cái vẹn ban đầu của nó Để nó tồn tại thường viên hoàng sản xuất Có thể là mình lưu hành tới 18 tháng Hoặc là 2 năm nếu mình sản xuất tốt cho nên nó phải mang tính ổn định và yêu cầu tá dược nữa là không tương kỵ với thành phần có trong cái công thức cái này về dược à, cổ truyền thì ít nói phần tương kỵ tương kỵ khi dùng thuốc thang thôi nhưng mà về tây người ta tân dược á, người ta quan tâm rất nhiều về sư tương kỳ tá dược thì chúng ta cũng để như vậy để yêu cầu đó nếu mình biết thì người ta tránh đó là về yêu cầu của tá dược dính ha và đi sâu vô chúng ta đi vô khoảng ba bốn loại tá dược có dược phổ biến từ dính thứ nhất là nước nước thì đơn giản ha nước tinh khiết nước sạch ha. dùng làm thuốc đó, thì nước yêu cầu nước sạch nước đạt tiêu chuẩn nước uống và nước sạch và nước này thì thường đun sôi để nguội chúng ta mới dùng làm hoàng chúng ta phải dùng nước nước sống ha còn ta dùng nước lọc qua rồi thì dùng ưu điểm nó là nó không có khả năng kết dính nhưng mà khi tiếp xúc với một cái công thức chúng ta sản xuất hoàng mà các dược liệu có tính dính thì khi nó tiếp xúc với bột đó Bản thân nó sẽ đủ dính nha Để chúng ta làm hoàn trong phương pháp là bồi viên Tại nó dính như vậy Nó tạo cái sự cái hệ keo ta nó là hệ keo để nó dính Các uh, các tiểu phân của bột mình dược liệu á Tại cái viên nhân Chúng ta phải làm ẩm bằng nước Sẽ chúng ta rắc một lượng nhỏ Bột mình dược liệu Qua đây một trong, số 180 á và anh tôi cứ lặp lại như là lại, lặp lại là lại vậy cho quá trình bồi viên đến khi viên đặt yêu cầu thì nước sẽ giúp cho dính và ưu điểm của nước là nó trung tính à, nó không có tính acid ba gì hết và nó cũng rẻ tiền đúng không rẻ tiền và bản thân nó mà khi nó nước bốc hơi hết thì nó không có làm tăng khối lượng viên nó nước bốc hơi hết thì nó đâu còn lại cắn bao nhiêu nước tinh khiết thì nó còn cắn bao nhiêu đúng không cho nên người ta ghi như vậy và nó cũng dễ sấy khô dễ tan rã thì là nước rồi sấy quá trình sấy thì nó bay hơi rất là dễ lượng cao thì bay hơi khó hơn nha lượng cao đa số người ta nấu ra cao thì một một nữa, nữa thì nó cũng sẽ bay hơi khó hơn tại vì nó có những cái chất chiết được trong đó và ít nhiều nó có cái cái tỷ trọng nó sẽ khác tỷ trọng của nước người ta hình dung không như vậy nó sẽ sự bay hơi của cao và ta làm trong viên hoàng nó sẽ khác nước mà nước nó dễ dễ bay hơi khi nhiệt độ nóng trong quá trình ta sấy viên hoàng và nước cũng có nhược điểm Ưu điểm có nhưng nhược điểm cũng có Là khả năng dính nó yếu Nên chỉ áp dụng trong các bài thuốc Mà có thành phần dược liệu chứa chất đường Chất nhựa Nhưng ta vừa nêu ha Và nước chỉ dùng trong giai đoạn gây nhân thôi Gây nhân nó nhỏ xíu như vậy Với cái lực quay Của cái nồi bao thì dùng tới nước làm tới dược dính để gây nhân thì được ha. Rất thích hợp. Rồi. Chúng ta sang một cái tá dược thứ hai. Đối với tá dược dính cao lỏng thì như đã nói, tùy theo tính chất của công thức, chúng ta làm viên hoàng thì có nhược liệu chúng ta tán không được, nó sơn nhiều quá, có nhược liệu chất đường nhiều quá thì chúng ta thay vì dùng chất dính khác thì chúng ta nấu cao nó, để chúng ta làm tác dược dính và cái cao dược liệu này do nó đi từ cái vị thuốc trong thành phần trong công thức nhân hòa của chúng ta do đó nó vừa có tác dụng dược lý nó vừa có phát huy công năng chủ trị của dược liệu đó ví dụ thiên môn bạch môn đúng không nó vừa công năng chủ trị nó là vì chữa trị ho vân vân thì nhưng mình đồng thời nó đóng vai trò là tác dược dính trong cái công thức này do đó rất thuận tiện cho những người bào chế theo phương pháp bồi viên. Và thường các dược liệu khó nghiền bột, như đã nói, sơ, chất dẻo, chất nhiều đường, khả năng nó dính cao quá, thì người ta nấu cao nó để phối hợp với các bột mịn còn lại trong công thức để làm thành viên hoàng theo phương pháp bồi viên. Ưu điểm là qua làm như vậy, chúng ta đơn giản quá được cái công thức của chúng ta trong quá trình làm hoàng và thứ hai thì nó nâng cao cái hàm lượng hoạt chất trong vị thuốc trong viên rõ ràng đúng không nếu là công thức đó 100 kg dược liệu nhưng mà trong đó 10, 10 dược liệu tổng cộng 100 kg nhưng mà trong đó có 3 4 dược liệu 4 dược liệu đi ví dụ vậy mỗi dược liệu khoảng 10 kg thì lấy 4 dược liệu là 40 kg Chúng ta đem nấu cao nó làm chất dính Phối hợp với bột bệnh của sáu dược liệu còn lại Thì như vậy rõ ràng là Nâng cao hàm lượng hoạt chất vị thuốc trong viên Điều này chúng ta cũng nắm kịp đúng không? Nếu mà ta để tán hết bột hết 100 kg Ta làm thành hoàng Thì ra 100 kg có thể là khoảng 90 kg thôi Nó hụt đi với trường ta sấy mà Nhưng mà nấu cao như vậy nó rút gọn lại Rút gọn lại thể tích các các cô chú uh, lớn tuổi nắm nghe kịp này không khi nấu cao thì nó bơi hơi hết thì nó còn lại cái, cái cắn những cái chất mà người ta dược liệu ta chiết qua bằng pháp nấu nấu cao lỏng thì thường dùng là phương pháp nấu dùng nước để nấu nó để chiết lấy hoạt chất chiết lấy cái tính vị của dược liệu đó theo đông đi chúng ta chỉ nói là tính vị thôi nhưng mà về dược hiện đại thì quan tâm đến cái cái hoạt chất gì đó trong cái dược liệu đó nó phát huy cái cái tính vị của dược liệu đó đơn giản dễ hiểu nếu ta nói gừng là vị thuốc sinh khương đi, hơi can khương vị cay tính ấm vậy thì đúng ý chúng ta nói điều đó nhưng khi ta sắc nước gừng thì cái bã còn lại nó đâu còn cay đâu còn ấm nữa đúng không nếu ta sắc tốt vậy thì nó chuyển thành cái dạng khác mà dạng cao của can khương đó thì cái tính vị theo người ta nói dữ liệu đó, nó nằm nó chuyển sang nằm trong cái cao đó nên người ta nếm cái nước sắc của cái can khương đó người ta thấy cũng cay đúng không cũng có mùi thơm nhưng mà nó sẽ ít hơn tại vì trình sắc như vậy thì tinh dầu trong trong gừng đó, nó bay đi đất rồi nhưng mà cái vị cay của phiến gừng can khương nó chuyển sang cái dung nước sắc cái gừng đó, nó cay đó như vậy thì người ta hình dung là cái tính vị nó chuyển sang cái dạng đó và đồng thời cái dạng cao như vậy xấy đi thì nó bay hết nó còn lại cái phần còn lại người ta đã, theo dược hiện đại người ta gọi là cái phần cắn á, cắn chiết được ở trong cái cao đó cho nên là cái hàm lượng vật chất trong một viên thuốc sẽ tăng lên và đồng thời nó cũng góp phần giảm được lượng viên trong một lần dùng ta hình dung ha nếu 100 kg bột hết thì ta sẽ dùng được nhiều hơn để đảm bảo liều lượng trong một viên hoàng và uống bao nhiêu viên, còn khi lại nấu cao thì rõ ràng nấu cao xong phối hợp với bột nha, cái cao là phụ đó nha, còn các dược liệu khác cũng là chủ lực là ta bột mịn á mới làm bồi viên được, thì sẽ lượng viên dùng trong một lần sẽ giảm đi, thì đó là ưu điểm. Nếu mà trong công thức của viên hoàng cứng chúng ta có dược liệu phải nấu thành cao lỏng, người ta cũng đề cập đến cái nhược điểm của khi chúng ta dùng cái dược liệu nấu cao. Là cao thuốc cần được bảo quản để tránh bị nấm mốc. Trong quá trình làm, nó cao xong chúng ta chưa thể làm tiếp giai đoạn bồi hoàng, thì cái cao phải được bảo quản trong điều kiện lạnh ha. Chứ nó cũng để bên ngoài nó dễ nấm mốc lắm. Có thể qua đêm nó đã bị chua rồi. Nhất là các dược liệu mà nó có nhiều chất uh, bổ béo này ha. Thường là vậy. Đó, nó cũng giống cao dược liệu. Vậy. Thì đơn giản như trong cái canh chúng ta ăn hàng ngày cũng vậy. Đúng không? Chỉ có vài thứ thôi. Còn lại phải hâm nó mới bảo quản được. Còn cái cao này thì nấu xong thì chưa làm liền thì phải bảo quản nó lạnh. Mà trong điều kiện làm thì cũng sạch sẽ. Ha. Nó để hạn chế nhiễm, mà vi sinh nóng mốc ở ngoài môi trường. Mà trong điều kiện làm của mình á. Rồi chúng ta sang một tá dược cũng hay dùng. Tùy công thức mà có thể là dùng hồ loãng từ 3 đến 5%. 3% tức là nếu 3 gram hồi tinh bột là nếp đi ha. Chúng ta nấu thành một 100 ml hồ là tới dính thì 3% đây nó thể hiện vậy ha. Còn 5% là 100 ml uh, 100 g cao á hồ á nó chứa là 5 g cái bột nếp ban đầu chúng ta cho nước vô ta nấu nó chín thành ra. Đó thì tỷ lệ phần trăm là như vậy. Và hồ loãng này có khả năng dính tốt. Nhưng mà làm cho viên khó rã. Dính tốt quá, làm viên đẹp quá nhưng mà khi kiểm nghiệm nó rã tới 1 giờ tới 90 phút nó mới rã vì không đạt yêu cầu rồi. Theo quy định dược điển Việt Nam, viên hoàn cứng thời gian rã quy định là không được quá một giờ, tức là 60 phút nó phải rã hết. Và điểm thứ hai của tá dược dính hậu loãng là trong thành phần bài thuốc có nhiều dữ liệu chứa nhiều tinh bột như ý dĩ hoài sơn. Thay vì chúng ta tán bột nó thì chúng ta có thể chuyển nó thành À, ta sẽ, uh, uh, nó sẽ chuyển thành bột và người ta nấu thành hồ thay vì người ta dùng hồ tinh tinh bột amidon hoặc là bột nếp chúng ta phải tính toán à, để làm có lượng bột rồi đó để ta thành số lượng viên chứ chúng ta chuyển hết thì sao cho nên phải có tính toán thường cái lượng mà tá dược chuyển thành đó nó chứa một lượng khoảng 20 thôi hoặc là 30 phần chúng ta chứa hết thì sao nguyên hoàng chúng ta làm ít quá và về hiệu quả kinh tế người ta cũng tính toán Ít quá thì uống một lần ít Nhưng mà giá thành khi nó cao Cho nên đó thì bệnh nhân cũng không chấp nhận được Mặc dù nó vậy nó uống ít như vậy nó tiện lợi Và nó chất lượng à, Cho nên những nhà công ty mà sản xuất lớn Người ta cũng phải tính toán rồi đó Bởi giá thành người ta vẫn đảm bảo chất lượng tốt nhưng mà giá thành cũng vừa phải. Tại vì 100 kg mà làm ra càng ít viên hoàng thì giá thành một sản phẩm nó phải tăng lên không? Cho nên về, về kinh doanh người ta vẫn tính toán như vậy, các công ty phải tính toán mức nào đó. Giải quyết về kỹ thuật bộ chế nhưng giải quyết về giá thành sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường. Đối với những cái dạng sản phẩm khác cùng loại, ha, ví dụ là vị hoàng của công ty A sản xuất, ví dụ hoàng của công ty B sản xuất thì nói về nguyên tắc lục vị hoàng thì cái hàm lượng của mỗi dược liệu cấu thành trong lục vị hoàng đó nó phải giống nhau nhưng mà sản xuất anh sản xuất khác nhau chai 50 mươi gram mà giá tám Chai Nami gram anh kia anh sản xuất ra giá có 70 chẳng hạn thì người ta cũng sẽ có sự cân nhắc. Đời này nói thêm về mặt kinh doanh thì các công ty họ cũng phải tính toán thế nào đó để sản phẩm đưa ra được chấp nhận cạnh tranh các sản phẩm các công ty khác mà có sản xuất ra sản phẩm cùng cùng, cùng loại. Và tới dược uh, sau sau cùng cũng giới thiệu với chúng ta, uh, táo dược dính là mật ong. Mật ong thì thành phần nước là 25% và đường glucorotto thì nó chứa lượng nhiều ha các vitamin tố vi lượng mật tốt có màu vàng sáng thể chất sẽ đặc sánh tỷ trọng từ 1,4 1,45 ưu điểm của hồ của mật ong là nó dễ dính dễ tan rã và điều vị tốt giá trị dinh dưỡng cao có năng ức chế sự phát triển vi sinh vật nên bảo quản và bảo quản và trong viên hoàng bào chế bằng phương pháp bồi viên truyền thống thì ở các nơi khác và ở viện vẫn bao viên, di động bao đó, vẫn dùng cái mật ong làm tá dược bao ha Hoặc có nhiều trường hợp ta dùng mật loãng ở màu đó để làm tái dược dính luôn nó vừa cái giá trị mật ong nó vậy mà đồng thời nó cũng đảm bảo được cái dính của cái quá trình làm hoàng luôn nhược điểm là không thích hợp cho người bị bệnh đáy tháo đường tại nó có đường trong đó đó rồi sang cái phần tá dược chúng ta tán bột xong rồi ha chọn tá dược xong bây giờ chúng ta Vô giai đoạn chính trong quá trình sản xuất viên quẩn cứng bằng phương pháp bồi viên hay là phương pháp bôi bao viên cũng được Nha. giai đoạn này quan trọng ha phải có cái nhân ban đầu ta mới làm được thì giới thiệu lần lượt chúng ta ha ghi nhân bằng phương pháp sát hạt phương pháp trải hạt hoặc dùng các hạt có sẵn thứ nhất phương pháp sát hạt là cái lấy bột chính bột dược liệu mà trong công thức chúng ta tán bột mịn á Ray qua ray cỡ 180 á ha. Tức là mịn nó nhỏ hơn nó nhỏ khoảng 0,1 mồi 8 của mili, Một ly mi nó chia ra nữa ha. Đó, nó rất là mịn. Để anh chi để nó tan rã cũng tốt và nó uống vô ruột chúng ta thì với tác dụng ở ruột non nó có những nhung mau ha. Và nhung vi mau thì nó mới hấp thu và nó hoạt chất gì đó trong cái bột dược liệu đó nó dùng tính vị của các dược liệu đó nên mới tác dụng được tới nhân dung không chứ phải uống vô làm sao để hấp thu được đúng không nó phải qua hấp thu dạng thuốc nào cũng vậy đối với thuốc tây thì nó rất là rõ ràng tân dược rất là rõ ràng về hấp thu còn đối với đông y chúng ta đông dược thì uống vô nó phải qua với đường, quá trình tan rã đó thì nó mới phát huy được cái công năng chủ trị của dược dược liệu đó hoặc là hỗn hợp các dược liệu phi uống vào phương pháp sát hạt là ta lấy một vùng bệnh ha rồi ta làm ẩm đó làm ẩm bằng nước thôi vừa với tá dược dính là nước như đã nói không có dùng mật được tại nó nhỏ quá cái lực quay nó ít thì bây giờ dùng nước rồi ta sát qua cỡ dây đây đây là một mm ha thường là chở một mm ta sát qua để tạo thành những hạt nhỏ nó qua cái dây đó thì cho máy nó quay tiếp tục cái máy nó bao viên á, nó quay dây tròn như vậy cho chạy khoảng 10-15 phút để cái hạt nó tròn khi sát qua cái rây thì nó đâu có tròn phải dùng cái máy đó ha. rồi và xấy nhẹ rồi rây rồi bỏ những cái hộp cái bột mà nó không tạo hạt bỏ đi nó không tạo hạt mà nó cứ hình thù nó nhiều cạnh thì lúc làm viên thì sao có tròn được cho nên phải qua giai đoạn rây để loại những cái hạt nó tròn À, đây là cái rây đây là cái cái rây này 1 mm đó nha đường kính là 1 mm rồi và những cái hạt mà tạo yêu cầu đó tiếp tục dùng bột thuốc bột thuốc và tá dược dính tá dược dính có thể là mật ong pha loạn giai đoạn mà bồi viên á hoặc là cao lỏng của chúng ta nãy đã nói á, ta nấu cao á để làm bồi viên có một lớp tá dược dính cho nó quay đều rất đều và rất ít vừa phải một lớp bột mịn để nó bám vô những cái nhân đó và quá trình lặp đi lặp lại như vậy cái viên chúng ta từ cái nhân nó sẽ lớn từ từ 1 mm thành qua giai đoạn 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm. Và giả sử chúng ta sản xuất viên hoàn có kích thước là 6 mm thì chúng ta phải qua cái đây. Đó. Nè, minh họa là việc thật luôn ha. chụp hình ở dưới tổ thành phẩm của viện thì có điều kiện sản xuất thì thì chụp hình luôn để minh họa hình thật việc thật phương pháp thứ hai là phương pháp chải hạt ta dễ qua đây ta là quét một lớp bột tới dược dính lên nồi bao trước làm ẩm cho cái phạm vi cái nồi bao trước sau ta rắc bột bệnh dược liệu á lên tới dược đó rồi dùng bằng chải để chải thành những hạt tròn ta vì ép nó qua đây lỗ đây nó tạo tròn còn này mình chải nó cũng tạo những hạt nó cũng chưa tròn lắm đâu do đó cũng phải cho máy nó quay thời gian để nó thành những hạt tròn và tiếp tục cũng sấy hạt đó và cũng sẽ tiếp tục là bồi viên như phương pháp mà chúng ta gây nhân bằng phương pháp ở đầu ha và như vậy thì giai đoạn như đã nói phương pháp bồi viên này cái người nhân viên mà bào chế và các dược sĩ trực tiếp bào chế cũng đứng suốt buổi từ giai đoạn gây nhân đến khi giai đoạn bồi viên bộ sản xuất ở viện sản xuất lần là ba nồi lớn nha lớp chiếu hình cho xem ba cái nồi bao viên như vậy ba người đứng suốt cho nên sức lao động cũng tốn rất nhiều do đó mà nếu gây nhân như vậy cũng tốn thời gian do đó thì có những công ty lớn ở viện hồi xưa cũng tính làm nhưng mà sao mà thấy cũng bất tiện mà không làm người ta làm nhân có sẵn tức là bỏ qua giai đoạn gây nhân là muốn người viên phải là lấy bột bệnh đó là đứng vô đầu giờ khởi động máy để gây nhân xong rồi được làm tiếp giai đoạn bồi viên lên nữa cho nên nếu mà sản xuất lớn hơn nữa thì viện sẽ, sẽ nghĩ đến thì nếu áp dụng pháp bồi viên viện sẽ nghĩ đến này nhưng mà tương lai là viện đã nghĩ đến như đã nói dùng máy móc tự động để nó tạo viên hoàng nó có nhiều ưu điểm hơn thì có thể vài năm nữa thì báo cáo với chuyên đề các, các bác anh chị sẽ báo cáo bằng cụ thể phương pháp tạo máy tự động đó là phương hướng phát triển của uh, dược cho trong học dân tộc thành phố hồ chí minh ha rồi chúng ta tiếp tục như vậy không có uh, sát hạt và không chải hạt dùng cái hạt có sẵn thường là dùng hạt thỏi thi tử có giai đoạn viện cũng dùng hạt thổ thi tử ha để thử kích thước nó từ uh, 0,9 đến 1,5 mm. tức là người ta chỉ lấy hạt thi tử này từ sạch đó rửa sạch sấy khô sẵn rồi người ta cho vô chúng ta tiếp tục bồi viên thôi nhưng mà hiện nay thổ thi tử là cũng hơi khó mua với lại thổi ti tử ít nhiều thì tính ra giá tiền nó cũng có giá tiền và thứ hai nó cũng có tác dụng dược lý chứ không phải tác dụng dược lý đúng không nó là thuốc, thuốc bổ thận dương mà cho nên sau này viện không dùng cái thổi tử nữa mà dùng phương pháp tự phương pháp tự tạo nhân ghi nhân bằng pháp sát 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 vào đây á và cũng có giai đoạn là viện dùng cái hạt đường đường cát mà hạt to to đó mình làm ẩm nó rồi mình cho bột vô mình làm bồi viên nó để đốt qua giai đoạn nguyên nhân Nên thì cũng giới thiệu cho chúng ta biết lựa chọn ha trong thực tế là viện cũng đã trải qua đó rồi mà trong thực tế người ta cũng dùng như vậy rồi giai đoạn thứ hai 1.3 nhưng mà giai đoạn là quan trọng là bồi viên là mục đích nó là để chúng ta sản xuất ra được cái viên hoàng là qua quá trình bồi viên như vậy nó làm tăng kích thước của viên hoàng lên từ viên nhân 1 mm qua các giai đoạn ví dụ sản xuất là viên hoàng lục vị hoàng viên hoàng nó là 6 mm thì chúng ta sẽ bồi nó thành cm và như đã nói thì các thuốc bào chế từ dược liệu nguồn gốc từ dược liệu đó, thì với khối lượng cùng cần và đặc điểm đó một chúng ta sơ chế nên ta rửa sạch hai ba nước đi nữa ta sấy nó cho nên là nó chỉ sạch về mặt à, khác thôi chứ nó không sạch về nước. nó cũng rất dễ vi sinh nắm mốc trong đó đâu loại trừ được ta sấy thì sấy khô thôi cho nên trong điều kiện đó để bào chế viên hoàng nó hạn chế mức nhiễm tại bào chế viên hoàng phải kiểm nghiệm cái mức độ độ nhiễm khuẩn của nó cho phép nó có nằm trong giới hạn hay không chứ không phải sản xuất ra để dùng nha đối với các công ty xí nghiệp hoặc là đối các bệnh viện hoặc là bản thân viện sản xuất ra cũng phải đảm bảo như vậy đó cho nên lưu ý là vệ sinh máy móc nè tủ sấy các mâm tủ sấy và sàn viên Dùng cụ khác cho nó sạch sẽ ha và cái phòng bào chế thì chúng ta cũng phải lau chùi bằng cồn 70 độ và chúng ta có thể là trước khi bào chế chúng ta tiệt khuẩn bằng cái đèn uv nó cũng hỗ trợ cho cái phòng bào chế chúng ta sạch sẽ diệt được vi khuẩn nấm mốc hạn chế để khi chúng ta kiểm thì nó có nhiễm nhưng đạt được mức giới hạn vậy là đạt Hả? phần sau cùng cho ta sẽ nắm đó và nhân viên phải sạch sẽ tắm rửa sạch sẽ trang phục quần áo chuyên môn đeo khẩu trang trong quá trình bào chế viên hoàng bột thuốc dùng bào chế viên hoàng phải đảm bảo chất lượng là bột phải mịn nha hoặc yêu cầu rất mịn thì phải đảm bảo cái đó và tá dược dính cao lỏng dược liệu hoặc hồ loãng hoặc mật ong pha loãng phải chuẩn bị sẵn sàng để máy sẵn sàng để chúng ta tiến hành giai đoạn bồi viên Tiến hành, chúng ta cho viên nhân vào nồi bao và thêm một lượng tá dược dính vào. À, nồi bao cho nó quay, chúng ta cho tá dược dính vào và máy nó làm cho viên cái viên nhân nó ẩm đều. Đó. Rồi chúng ta có rắc thêm một lượt bột mịn dược liệu vừa đủ thôi để bám vào mặt nhân viên. Bởi vì nó bao như vậy và chúng ta cũng tính thời gian nó thì mới bồi thêm lớp thứ hai nha cái người sản xuất người ta phải dùng tay có đeo găng tay người ta phải bớt lên để xem xem là cái bột nó có nó dính hết chưa hay nó thừa ha? chứ không phải mình để cho máy nó là nó viên nó nó méo xẹo à hoặc nó rẻ quá nhiều nhân ra nó viên nó nó đạt rất nhiều mà nó chưa đạt đủ 6 mm mình bồi viên vậy nó đã hết bột rồi có cái viên này rất lớn viên rất nhỏ Mà dù mình có sàn sải đi nữa nhưng mà mình rây qua đi rây nữa nhưng mỗi viên nhỏ không còn bột để nó bồi nữa anh ta hình dung không? cho nên quá trình đó cái người, người trực tiếp làm họ cũng rất là cực cũng phải định kỳ lấy tay xem cái nó nó chưa nhưng mà nếu mà làm quen thì họ các em nó sẽ cảm nhận được cứ lường lường nó cho cho bột mịn và tới dược dính Hỗ trợ đảo viên sau mỗi lần thêm bột bệnh ha mục đích là bột bệnh nó bám đều và bám hết vào bề mặt viên nhân tránh dư bột gây nên hiện tượng đẻ con tức là nó dư bột đó bản thân nó theo chuyển động tròn của nội bao nó tạo thành những con mới nữa như vậy nó đẻ càng nhiều con thì chúng ta sẽ làm kích thước mà đạt yêu cầu 6 mm sau cùng đó nó sẽ không được thường cái viên nhân á, để làm viên hoàng thì thường nó chiếm khoảng 15 đến 20 phần trăm Thí dụ một một 100 kg bột mịn ta có đi ha. Thì viên nhân chuẩn bị thì khoảng 20%, 15% của trăm đó. Ha. Thì người ta tính như vậy thường như vậy, mức khoảng đó thì thực tế người ta sẽ điều chỉnh để cho người ta sản xuất là viên hoàng nó đạt quy định 6 mm chẳng hạn. Thì được tránh là những cái viên nó nhỏ quá không đạt. Và lập lại thao tác cứ là một lớp tới giật dính rất một đều một lớp một mình và máy quay đều hỗ trợ nó à. để cho viên nó lớn dần kết thúc mong muốn đây là hình thật ha. hình được rõ lắm tại mấy em mới đang làm mà làm phòng kính này tôi là người trong viện nhưng tôi không được vô vô là nhiễm khuẩn cho nên tôi chụp qua cái phòng kính nữa cho nên là hình nó không rõ lắm tự nhiên cũng thấy được đó ba viên làm vậy đó làm suốt luôn cái thân viên mình ba nồi và lưu ý thay vì chúng ta rắc bằng kiểu nào nó không có điều, ở viện là dùng cái uh, súng phun để không thấy thì nhìn nó súng nó phun á bây cần cần cắt ảnh cần 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 ảnh á phun ra những cái tia rất là mịn như vậy nó bám đều các viên mà nó nó không có uh, một bệt mà dính nhiều quá là sao nó sẽ dính các viên với nhau và đồng thời nó sẽ ăn bột nhiều hơn cho nên cái súng phun mình đã giải quyết được là nó tạo ẩm khối bột bằng những hạt rất li ti sau đó ta rắc bột vô thì đảm bảo rằng các là các viên tương đối nó ăn được một lượng bột đều trong quá trình chúng ta bồi viên thì súng phun này nó gắn như một cái cái nồi chứa cái một cái cái bình chứa cái dịch bao á thì có cái máy tạo áp suất nó sẽ mỗi lần tao bóp thì súng mà bóp nó phun ra những tia nhỏ nhỏ vậy đó ha. thì tôi không có suy ý, không có chụp cái cái bình đó nó chung hình cái bình đó nó có cái mình nó gắn cái dòi gắn cái bình mà có áp lực thì nó cứ phun ra vậy rất là tốt và làm hoàng rất là là khỏe luôn em nó đều lắm và chúng ta cũng biết qua là tham gia tạo hình cái viên hoàng như vậy á thì nó có lực kết dính của tá dược và đồng thời trong quá trình máy nồi bao nó quay á hình này rõ ha hình này chụp cận ảnh là nó rõ hơn lực ma sát giữa này quay nè lực ma sát giữa các viên với nhau trong quá trình chúng ta cái quá trình cái quay cái nồi đó những viên to là những viên ở phía ở phía thành nồi nó quay những viên nhỏ thì nó phương hướng tập trung ở giữa nồi do vậy là cái người sản xuất phải dùng cái tay hình dưới nè chụp không cần ảnh lắm thì nhưng mà hình dung cái tay thì tại vì tôi đứng ở ngoài xa tôi chụp mà cho nên nó không lấy được như ý nhưng mà cũng minh họa là phải dùng toai này đảo nhẹ đảo điều các viên để cho các viên nhỏ ở chung với nội á, nó sản ra ngoài đồng thời như vậy thì phương pháp bồi viên viên sẽ sẽ đều hơn để nó ăn bột cũng đều hơn chúng tin ta rắc như vậy thì cái chuyển động tròn đều cái nồi nó vẫn quay mà đúng không cho nên là các bột nó đâu phân tán hết đều Mặc dù như vậy thì mình cũng phải đảo đó Rồi Tiếp tục Nguyên tắc Nói đi nói lại thì nguyên tắc là vậy Khi viên nó khô Thì thêm tới dược dính à, Khi viên ẩm Thì thêm Bột thuốc Cứ giờ dạy gì hoài Thì viên nó bồi lên dần dần Lượng bột tá dược dính cho là mỗi lần Lưu ý <laughs> tăng dần theo kích thước của viên thì rõ ràng khi viên nó lớn lên thì cái lượng bột và rắc nó sẽ bám nhiều bột hơn còn viên nhỏ thì nó bám ít bột hơn đây là cơ bản này thôi nhưng mà cũng phải nói về mặt lý thuyết để các cô chú anh chị có làm thì cũng cũng nắm nguyên tắc như vậy để mình làm lần đầu nó thành công nó cũng khoảng 90 phần trăm theo mong muốn không? viên lớn thì cho bò nhiều nó ăn nhiều bột hơn nhiều viên nó nhỏ <laughs> nếu thừa bột dính thì sao thừa tôi dược dính Duyên dễ dính lại với nhau không tròn, phun làm ẩm đều ở bước đầu đó thôi cảm nhận. Cho nên đây là tôi hay nói là các em bao viên đó, nó bao đẹp hay không đó, về kỹ thuật và đồng thời cái nghệ thuật nữa chứ không phải kỹ thuật không, kỹ thuật là chỉ vô máy chạy nhưng mà cái cái nghệ thuật đây là sao? Cảm nhận được khi nào cho vô chứ không phải tay ngang nào cũng vô làm viên tròn đều đâu, nó phải có tay nghề. Chính như vậy thì thì về chuyên gia về dược của truyền tôi hay nói câu đó phải giữ được những người lành nghề thợ làm viên hoàng mới đẹp mặc dù có máy nó là kỹ thuật nhưng mà nghệ thuật của người đó nữa cảm nhận được lúc nào cho vô nữa đúng không sự tinh tế của nó nữa đơn giản là nấu mì cũng vậy mì ăn liền đúng không là dễ nhất đúng không nhưng mà cho nước cỡ nào bột nêm cỡ nào và lúc nào thì ăn thì nó mới ngon còn cái này nó còn tinh tế hơn nữa đúng không nó nhiều yếu tố tác động đến lực dính rồi được lăn của nó rồi nhiều các tố khác rồi nếu thừa bột thuốc tạo hiện tượng đẻ con để con như đã nói nó cũng sẽ ảnh hưởng là cái viên đẹp đẹp nhỏ nhỏ đó hết cái bột để cho nó lên rồi cho nên cái viên chúng ta sẽ có viên 6 mm có 5 mm có như vậy phải sàn sải riêng ra sàn riêng ra để đóng chai riêng chứ đóng một cái lọ 50g mà nó có vừa viên 6 mg, 6 mm 5 mm bệnh nhân uống họ cũng sẽ nói cho nên trong sản xuất thì quý vị có sản xuất cũng lưu ý điều đó nếu mà nó bị không đều thì phải sàng ra đóng riêng trong một cái lọ đó để đảm bảo thu được viên có kích thước đồng đều trong quá trình bồi viên thì thỉnh thoảng phải sàng chọn viên và cắt cỡ ra sàng theo quy định đây minh họa ha những viên to trên sàng thì để riêng những viên nhỏ dưới thì người ta sàng được bồi tiếp cho bằng viên to chúng ta tính toán giai đoạn cuối 60 mm thì để điên rồi, không có vấn đề. Nhưng cái trong khi cái viên là 5 mm, 4 mm phải sàng riêng, đúng không? chứ đâu phải mà sàng là 6 mm đạt cũng số nó là, là 5 mm đâu. Trong quá trình ăn nó nó đâu có đều đâu, đảm bảo nó sẽ không đều, tương đối đều thôi. Chúng ta làm tốt thì nó sẽ đều. Nhưng mà có vậy, cho nên là về như vậy phải sàng tiếp cho bằng nhau, sau đó gộp chung lại và tiếp tục bồi cho đến khi viên đạt kích thước là quy định là 6 mm tức là 6mm để riêng rồi ok rồi nhưng số còn lại em này 5 mm cái viên thì có 4 mm là sao cho nên phải qua động tác này nó hơi cực rồi vậy nó phải sàn thì sàn ba cái em đứng máy nó cũng ngồi nó sàn suốt thôi chứ không sàn sao được riêng ra là không đạt yêu cầu chất lượng sao được đâu được nhập kho bắt làm lại nữa đền bù nó sao cho nên cũng cực cho người làm chứ không phải đơn giản nghĩ là đơn giản nhưng phải đơn giản rồi ta sang giai đoạn thứ tư trong quá trình bào chế. Khi mà làm ra vậy nó ẩm, phải qua giai đoạn sấy. Và sấy thì tăng nhiệt độ từ từ, 50 60 độ trước trong 2 giờ để làm chi? Đảm bảo cho nó bốc hơi từ từ, hơi nước hơi từ từ nó khô đều từ trong ra ngoài. Chúng ta sấy ồ ạt đầu vô là ta sấy 70 độ, 80 độ thì nó không được. Không? Phải sấy nhiệt độ thấp trước, sau đó 2 giờ sau nâng nhiệt độ cao lên để đảm bảo đảm bảo lần hơi nước trong hoàng bốc hơi hết và nó khô từ từ và sấy như vậy đến khi đạt theo độ ẩm qua quá trình sấy thì chúng ta tốt nhất hồi xưa thì phương pháp là tạo hoàng bằng cái bàn chia viên và sấy bằng than này kia đến giờ thì hiện đại đó thì không đề cập đến chúng ta có điều kiện trang bị tủ sấy điện nhỏ nhỏ thôi chắc chắn là có lý với độ kinh tế phát triển hiện nay thì quý thầy các cô chú có làm thì trang bị tủ sấy nhỏ nhỏ, vi mô mình thì tủ sấy và sấy như vậy thì chúng ta phải định kỳ ta đảo các mâm, bà sấy này tủ sấy này tủ sấy là tủ sấy động nha, ta có điện trở và đồng thời ở trên nóc của tủ sấy nó có cái motor để nó nó thổi nó quay liên tục nó tạo cho cái nhiệt nóng nó phân phân bố tương đối đều trong tủ sấy, ha là sấy kêu sấy tĩnh á, sấy động á xếp tỉnh là gì không có bộ phận tỏi đó thì nóng nó sẽ không đều. ở viện là dùng tủ sấy lớn ha, tủ sấy rất là lớn mà là bao giờ tủ sấy nhà cũng có cái bộ bộ phận nó thổi nhiệt, có motor trên nóc tủ nó thổi đều. nhưng mà buộc lòng cái người sẽ là sản xuất cái này phải sẽ đảm bảo đảo mâm mâm dưới lên trên trên dưới và bản thân trong cái mâm đó thì tốt nhất cũng đeo găng tay đảo nhẹ qua cái. tại vì những cái viên mà nó nằm ở trên á nó sẽ bốc hơi nó nó nhanh hơn và nó khô nhiều hơn ở bằng dưới thì bốc bể hơn chính vì vậy để đạt độ ẩm khi đạt độ ẩm thì người ta lấy bất kỳ người ta đưa cho kiểm nghiệm mà đâu lựa đâu biết thì sao cho nên phải vừa đảo mâm và bản thân trong các viên hoàng đó ta phải đảo tay đảo nhẹ qua ha để cho nó tương đối nó đều hơn đồng đều như nhau sang giai đoạn thứ năm giai đoạn này cũng quan trọng làm viên đẹp rồi mà bao viên nó xấu quá thì cũng không được đúng không cái nhân nó đã đẹp viên hoàng nó đẹp phải xảy thì bao viên mục đích là sau khi có viên hoàng hoàn chỉnh rồi đó có thể được bao bằng các lớp áo ngoài nhằm mục đích là gì là tránh viên hoàng dính vào nhau trong quá trình chúng ta uh, nó dính vào cái bao bì đóng gói đó. hồi xưa thì ở viện nó trải qua giai đoạn là đơn giản gì bao bằng lớp hồ thôi hồ á nó bao bên ngoài nhưng sau này không có Sau này là bao bằng hỗn hợp, Tan than hoặc mật ong rồi tôi nói hồi xưa Tại vì hồi xưa tôi cái hai mấy tuổi tôi làm ở viện rồi ha Như đang giới thiệu á Năm 79 tôi làm ở viện rồi Nó từng trải qua giai đoạn đó Thì hồi xưa nó vậy Rồi Thứ hai nữa là bao nhiêu vậy Nó che giấu mùi chịu của thuốc Mùi vị khó chịu của thuốc ha? Thứ ba Hạn chế tích kích ứng của thuốc Thuốc hoàng á Với niêm mạc đường tiêu hóa Và thứ tư là giúp viên được bảo quản tốt do lớp bao áo như vậy và đồng thời cái thứ năm nữa là mục đích đó là tạo tính thẩm mỹ tạo màu đặc trưng của bao đây này mình gọi là nồi bao đó ha thấy đen thui không đang bao uh, viên hoàng viên hoàng gì tôi không để ý nhưng mà mấy em mới đang bao chụp hình này chụp lâu rồi đó, năm 2012 nay 12 năm rồi nhưng nó vẫn còn <laughs> giá trị vẫn còn sản xuất cũng bao như vậy rồi tiếp tục, kỹ thuật tiến hành nó giống như bồi viên vậy thôi. Về phân tích người ta dược dính thì hầu tinh bột hoặc mật ong. Ở đây, ở viện này đa số là dùng mật ong pha loãng. ha Người ta dược bao thì thường không hợp tan, than hoạt, mật ong, truyền thống tới giờ. Ha? Hoặc có thể ở nơi khác, sản xuất khác người ta dùng tan. À, hồng lộn này ha tan này mật ong với lại tá dược vào tôi xin lỗi chính tả sửa giúp giùm ha thay vì thân quả có màu đen như vậy thì ta không thích ta có màu xanh màu vàng màu nâu gì đó thì người ta phải thay bằng mẩm màu màu dược phẩm nha chứ màu mà không tốt thì đi lúc nó bị có ngộ độc màu nó chất màu nữa màu không đạt tiêu chuẩn nó không được màu phải mẩm phẩm vào đạt tiêu chuẩn màu dược dụng á mấy cái dùng bao nó sửa lại uh, tan mật ong và tái dược màu ha. bỏ dưới than quạt dùm anh chị sửa dùm ha tôi bị lỗi chính tả thì copy rồi tôi sửa lại đến rồi. và cái lượng tái dược bao này chiếm khoảng 20 mươi ba khối lượng của viên nguyên hoàng sau khi bao hoàn chỉnh sẽ được sẽ được sấy khô đến khi đây lỗi chính tả nè anh chị giúp dùm sấy khô đến khi đạt yêu cầu về độ ẩm rồi mới chuyển sang giai đoạn đánh bóng vừa đi vừa lại vẫn bị lỗi chắc có thể hơi lớn tuổi ha sự tinh tế nó cũng giờ có giò này đó cho nên là chị thêm giúp. tự như đại minh quả là cái bao ta thanh quạt cái màu nó đen đen ở trên cái dưới là bao màu khác nhau còn sản xuất và uh, viên uh... các công ty sản xuất uh, viên uh... nghệ uh... thường ta lấy chính cái màu ấy nghệ người ta bao thôi màu vàng đó, đó viên hoàng nghệ cái máy lấy hình đó trên mạng Còn cái viên đen thui là Có viện bao cái màu thân quạt nó đen vậy đó Truyền thống từ giờ Trước giờ Và bao xong thì chưa xong đâu Phải đem sấy nữa ha? Quá trình bao đó có tá dược dính mà Mật ong pha loãng bằng tá dược gì đó Hồ loãng người ta để làm tá dược dính Phải sấy Sấy nhiệt độ 70 độ C Thường là sấy như vậy cho đến khi khô Và đạt độ ẩm theo quy định Ví dụ 12% Hay là 9% ha? Theo quy định phải sấy rồi khô Như vậy thì nó chưa đẹp chưa bóng bây giờ tính thẩm mỹ nó nữa, nữa là phải đánh bóng quay rồi đánh bóng đó. đánh bóng thì nguyên liệu đánh bóng là hỗn hợp sáp cặp đô ba sáp ong và paraffin hỗn hợp sáp như vậy thì ta thường hai phần cặp đô ba một phần sáp ong và một phần paraffin nấu lỏng ra hết nấu tan chảy ra để tạo thành khói rắn để trước khi dùng các người bào chế anh em bào chế các em bào chế phải dùng cái dao cạo mỏng ra vậy để đánh bóng thì qua thực hiện qua thực tế thì đề xuất của cũng cải tiến các uh, dược sĩ và các uh, nhân viên mà bào chế có cải tiến là hỗn hợp sáp này để đánh rất là bóng ha chứ trong giáo uh, trình thì không có đó đâu cái này là kinh nghiệm thực tế ở viện cũng uh, phổ biến truyền đạt để uh, cô chú anh chị có làm thì dù hỗn hợp sáp bóng này viên nó bóng tốt hơn nhanh bóng hơn và bóng tốt kỹ thuật đánh bóng là anh ta cho hoàng vào nồi đánh bóng ha xấy tôi lấy tôi xấy ra nó còn nóng nóng á mình xấy xong mình cho vô nồi đánh bóng liền rồi cho hộp sáp vô cầu mỏng rất đều lên viên hoàng để được làm nóng ha cho nào bao hoạt động để sáp dính chảy à, bám vào đều vào viên bấm đều viên mới bóng có khi đánh bóng mà giả sử nó không nóng thì chúng ta phải dùng một cái bếp điện hỗ trợ nó là đặt ở dưới cái cái nồi mà cái nồi mà dây độ mà người ta chưa cho vô bao vải này nè lúc mà ấy sáp á rồi cho vô bao vải này nè để chi nó ma sát này viên rất là bóng dây đoạn sau cùng á à, bao vải này nó nó làm giống như, như lớp mà mình trà thấy gì mình trà đó nó tạo ra viên bóng và thời gian đánh bóng khoảng 30 phút và thu được hoàn chỉnh và theo quy định sản xuất ở tại viện á thì phải qua kiểm nghiệm viên hoàng đạt tiêu chuẩn mới được nhập kho à, đóng gói rồi tôi đi nhanh tí ha Rồi sang pháp thứ nhất là pháp bồi viên Tóm lại bồi viên là người ta nhớ là phải ghi nhân nè Rồi chọn táo dược Bồi cho nó viên nó lớn nè Và sàn trong quá trình bồi viên Thứ ba Chúng ta phải sấy cái viên đó Nó khô Sau đó mới bao viên Đúng không? Bao viên Bao viên cũng phải sấy Tại dùng ta dược á Rồi phải qua giai đoạn đánh bóng rồi nếu ở cái nhà chúng ta làm vậy không kiểm nghiệm thì tôi như vậy phải giai đoạn rồi sang giai đoạn này đơn giản hơn bào chế viên hoàng cứng bằng máy tạo viên hoàng với điều kiện các cô chú anh chị có thể mua máy nhỏ nhỏ nó có ba loại máy một máy nó sản xuất nó tạo ra nguyên tắc nó cũng ứng dụng là trong cái sản xuất viên bằng mềm đó. từ khối bột nhỏ nó tạo ra một cái thổi gọi là một lai like. cái máy nó tạo ra hai thổi cùng lúc máy tạo ra ba thổi cùng lúc À, như vậy ba thổi thì năng suất nó nhiều hơn. Tại cùng lúc nó tạo ra ba thổi nó cắt thành cái viên thì năng suất nó nhiều hơn nó mất tiền hơn. Còn ta muốn làm thì mình, nhỏ nhỏ thì làm một cái máy một thổi thôi. Ưu điểm của cái máy này là nó giảm bớt thời gian lao động thủ công trong quá trình bào chế. À, người bào chế sản trực tiếp đó, phải đứng suốt luôn á. Em đó đứng cũng giỏi lắm đó, chứ cũng mỏi chân lắm nha. Từ giây lúc mà cả ngồi sàn cũng vậy. Ngồi sàn đâu có thoải mái, phải đứng sàn, cho nên em đó cũng rèn luyện là đứng mấy tiếng hộ chịu nổi thì cũng quen nhưng mà về sức về mặt lao động thì mình thấy là cũng tốn sức quá cho nên nghĩ đến cái mua cái máy tạo viên hoàng tự động và máy tạo ra viên hoàng này nó có tạo ra hoàng có trọng lượng tương đối đồng đều và kích thước viên hoàng và viên hoàng nó tròn nó đều thì do máy nó làm rồi tiếp tục rồi máy tự động tạo viên hoàng cứng để giới thiệu tổng quát để chúng ta hình dung ha. Chúng ta nhìn ở chỗ cái máy trộn viêm, cái này cái đèn không chiếu được. Máy nhồi trộn riêng ha, làm tò mò màu, màu khác tại chúng ta phải có thể là trộn bằng tay lượng ít, trộn trong cái chậu inox hoặc là gì đó ha. Cũng như là nhiều người ta dùng cái máy nhào trộn riêng tạo thành sang cái thứ hai là chúng ta tạo khối bột ẩm, bột dược liệu tá dược á. Chúng ta phải tạo khối đó đó. Khi đó mới 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 cho vào máy được thì giống như làm tể vậy đó chúng ta bột dược liệu với mật ong còn này tới dược dính vừa phải ta tạo cái ổng đó rồi cái đèn không có chiếu được đó em tôi nói cho tôi xem tại vì mấy người trực tuyến không thấy rồi nó tạo nó đùng nó tạo cái thổi chúng ta nhìn cái phần hình dưới cùng á cái máy này nó kêu là máy ba lai nó tạo ra ba cái thổi á nó giống như mấy làm tể nhưng mà cái thước nó nhỏ lắm làm hoàng mà muốn cái thước lớn nhỏ thì nó, nó tạo nó thay đổi cái bộ phận mà nó tạo thành cái cái hạt cái uh, viên hoàng á rồi nó sẽ qua giai đoạn nó cắt nó chia viên anh ta thấy có có ba cái trục không cái này không cái ra đèn được đó nó cắt cái chia viên thôi trực tiếp không thấy tôi tí nghe tiếng này đây nè nó tạo ở đây nè khối bẩm nó mới tạo được vậy nè từ tự nó cắt đây có những cái răng ha, bánh răng nè nó thấy nó cắt viên luôn nó chia viên luôn và nó cứ chia rung rung rung, rung, rung. nó nó nó, nó vơi viên mình luôn rồi nó cắt ra nó tạo ra những viên tệ, viên hoàng nó rất là đều nó thấy hình dung không đó chia viên xong nó viên bằng cứng vì cái máy này là nó chiếu là nó có hai cái rảnh là cái máy này hai lai nó tạo ra hai thỏi máy này ba lai ba thỏi đó hình dung á rồi nó có cái chổi Nên cái chổi nè nó sẽ quét cái phần bột nó dính thượng đây nè để cho nó không ảnh hưởng quá trình làm tròn của các viên ta hình dung ha đó. đó tóm lại là nó tạo khối ẩm trước ở trên nóc á trên nóc đó, nó có cái có cái khoang cho bộ ẩm vào đó nó có cái hai cái trục nó tiếp tục nó xoay nó xoay để nó gì nó đùng nó đùng qua bộ phận tạo thổi ha? tạo thổi xong thì nó tự cắt viên chia đều thì cái bộ phận mà có răng 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 đó, nó sẽ được động liên tục để nó chia vơi viên tạo thành cái viên hoàn cứng ưu điểm như đã nói là kích thước nó từng viên á trọng lượng từng viên nó tương đối nó đều và nó tròn đều khỏi với sàn đây khỏi với sàn qua các cỡ sàn thì cô chú anh chị có thể vô youtube gõ là máy làm hoàng hai like ba like á có những youtube sẽ giới thiệu hình quả hơn tại đây không có thời gian tôi không có không có lưu youtube đó ha để sẽ hình dung được đôi cái máy này nó nó có hay vậy đó tôi cũng chấm nó là hay và cũng hướng đến và cải tiến rồi như vậy qua nói là các giai đoạn ảnh hưởng chất lượng nguyên hoàng cứng đi đi nhanh phần này ha để dành thời gian cho hai báo cáo viên còn lại tôi sẽ đi nhanh phần này thứ nhất là cơ sở vật chất máy móc chúng ta nó cố định rồi phòng ốc nữa ha? phòng ốc phải bào chế để đạt để mà hạn chế nhiễm vi sinh nó mốc. yếu tố thứ hai là chúng ta xây dựng quy trình kỹ thuật như thế nào còn đời quan trọng nữa là cái tay nghề của các dược sĩ dược sĩ đại học bộ dược sĩ cao đẳng những người có chuyên môn kỹ thuật vô trực tiếp làm cái đó và yếu tố thứ ba cũng góp phần để cho viên phạm ta đạt chất lượng là chất lượng dược liệu đầu vào của chúng ta lần trước có báo, tôi với dì sĩ dự có báo cáo chuyên đề này, đảm bảo chất lượng dược liệu đầu vào đó. phải đúng chất lượng đảm bảo là dược liệu đó đúng một phần dùng và hàm lượng hoạt chất tức là cái tính vị vi kinh nó phải đảm bảo nó phát huy được nó thể hiện qua chất lượng dược liệu đó có tốt hay không đúng không và đồng thời trong quy trình chế biến chúng ta cũng đảm bảo chất lượng chúng ta chế biến từ dược liệu thành vị thuốc chúng ta chế biến nó tốt hay không ra à. rửa nó có sạch hay không hay lẫn đất cát vô rồi chúng ta trong quá trình bảo quản các nguyên liệu để được sản xuất này nó có đảm bảo hay không hay là nắm mốc à. cho nên nó sẽ góp phần về chất lượng á một cái yếu tố nữa không thể thiếu là chất lượng bột thuốc chúng ta bột mịn chúng ta nó có mịn không đảm bảo theo quy định không? Và tá dược chúng ta lựa chọn nó có thích hợp với công thức chúng ta bào chế ra không? Và sau cùng, chất lượng bao bì đóng gói. Tất cả các yếu tố này nó góp phần cho cái trong trọng tâm cái hình viên hoàng cứng như này nè bao viên bằng hỗn hợp tan thân hoặc mật ong á nó đạt chất lượng đó thì trong quá trình sản xuất chúng ta lưu ý mấy điểm đó bây giờ ở phần thứ tư tiêu chuẩn chất lượng viên hoàn cứng dược điển dưỡng năng quy định tôi đi nhanh phần này chúng ta đọc thôi ha dược điển dưỡng năng quy định là về tính chất viên hoàng phải tròn đều đồng nhất về hình dạng và màu sắc khi bảo quản có mùi đặc trưng của dược liệu yêu cầu thứ hai đối với hàm ẩm thì nó bào chế viên hoàng và mật ong hoặc là hoàng chứa cao đặc thì không quá 15% nếu hoàng mà ta bào chế kết hợp với lá dược là siro mật ong thì người ta quy định không quá 12% và hoàng bào chế bằng tác dược dính là nước bật vào hầu loãng thì không quá 9% tức là hàm ẩm này đảm bảo rằng trong quá trình bảo quản và sử dụng đến đưa ra đến tay người bệnh nhân á hai năm chẳng hạn thì nó phải đảm bảo hàm ẩm đó khi kiểm nghiệm ban đầu á để cho nó viên nó không bị nó móc vi sinh phát triển là nhận ra ẩm quá thì nó tạo điều kiện cho nó móc vi sinh phát triển tự nhiên vậy thôi ha cho nên ta quy định hàm ẩm giống như dược liệu quy định hàm ẩm là cũng vậy ha và độ rã cũng quan trọng sản xuất đẹp quá viên đẹp quá bao màu bắt mắt quá nhưng mà không độ rã thì cũng là không đạt quan cứng phải rã trong một giờ khi uống vô phải rã trong một giờ thì ở bộ phận thực nghiệm của viện đó, kiểm nghiệm chất lượng nó có máy thử độ rã ha. máy nó tự động hết thì ghi thời gian rã hết để đảm bảo rằng nó phát huy tác dụng tới giờ ruột non nó phải hấp thu chứ. nó đa số là ruột non hấp thu. Chứ mà nó, nó 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 ra ruột già luôn nó ra ngoài luôn thì sao? Nhưng mà đối với viên hoàng hồ, dùng tới thì dính là hồ thì yêu cầu rã là trong 2 giờ. Và đồng điều khối lượng từng viên hoàng nó ta phải cân. Đối với hoàng uống theo gram á, thì ta cân 10 phần, mỗi phần 10 viên hoàng ha. Rồi xác định khối lượng trung bình chung. Sự chênh lệch khối lượng của từng phần so với lượng trung bình phải nằm trong giới hạn bản 1. 1 11 2 tôi bị lỗi nữa ha, có số chấm 1 11 2 dược điểm quy định là khối lượng trung bình của mỗi phần. Nếu mà mỗi phần 10 viên như vậy mà nó đạt từ 0.05 đến 0.1g thì giới hạn cho phép 12%, 0.1g đến 1g thì 10%, còn trên 1g là 7%. Đây dược điểm quy định vậy thì ở viện sản xuất ra cũng kiểm nghiệm theo quy định đó ha theo dược điển Ngoài ra định tính định lượng thường định lượng ít nhưng định tính là ví dụ ta dùng có đương quy nhân sâm trong lòng hoàng hoặc có dược thuốc nào khác ta quy định dùng 10 dược liệu ít ra cũng phải định tính bằng sắc ký lớp mỏng là năm hoặc sáu dược liệu để xem là trong sản phẩm ta sản xuất ra nó có thể hiện được cái gì là có nhân sâm trong đó hay không hay là quá trình bào chế ra thì nó không thể hiện gì hết. Rồi sau khi lớp mỏng chương này riêng nói đây cũng không có đủ thời gian để nói mà cũng cô có chú anh chị cũng sẽ rất là khó hiểu. Rồi độ nhiễm khuẩn cũng rất quan trọng. Thuốc hoàng phải đặt yêu cầu độ nhiễm khuẩn theo mức năm là thuốc uống có nguồn gốc tự nhiên, động vật thực vật phóng chất. Và đối câu thuốc cũng vậy, cồn thuốc dùng để uh, còn thuốc á, dùng để sản xuất thuốc uống từ dược liệu. Thì thống thuốc vi sinh vật hiếu khí quy định là không quá 10 lít thừa 4. 10 nhân 10 nhân 10 nhân 10 thì ra số nào đó ha. Còn tổng số nắm CFU là gì ra dọc dưới. 10 đến thừa 2 tức là không có 100, 10 đứa thừa 2 tức là 10 nhân 10. Tổng số nắm người ta cấy người ta đếm không quá 10 đó. Nếu quá đó thì không đạt. Quá đó bộ phận kiểm nghiệm của viện sẽ đóng dấu là không được nhập kho. Còn nếu đạt thì các tiêu chí người ta mới đóng dấu là được nhập kho. Khi đó mới được nhập kho và xuất bán cho bệnh nhân. Ha. Chứ không phải sản xuất ra cứ xuất bán đâu theo quy định của của dược vậy đó và đặc biệt quy định không quá 10 lít 2 CFU CFU ở dưới là tiếng tắt tiếng Anh đó, dịch ra là đơn vị hình thành khuẩn lạc đó, ha người ta phải cấy người ta đếm không quá 10,2 CFU vi khuẩn gram âm đó, dung nạp mật trong 1 gram 1 lít tức là lấy 1 gram 1 lít thì, thì ta kiểm nghiệm ra ta đếm nó không quá 10 lít thừa 2, thì đáp yêu cầu và đặc biệt quy định là không có salmonella trong 10 gram ml thì ta không phải bộ phận kiểm nghiệm phải nuôi cấy để kiểm nghiệm thôi ha không có e tiêu chảy đó ha và staphylococcus aureus cũng trong 1 gram ml có cái không quá nha còn riêng salmonella e và staphylococcus aureus thì không quá 1 gram. tụ cầu bạn đó ha e tiêu chảy salmonella thương hàng đó tôi đi lướt phần này cô chú anh chị về đọc ha rồi chúng ta sang phần cuối à nè bấm ở trên nè. À. rồi, rồi cảm ơn em đâu đâu thấy em em bấm này em bấm được tôi bấm không được vậy à rồi thấy rồi đâu thấy xanh này đâu Rồi à, cảm ơn rồi chúng ta đi vô công thức ha à, kinh điển là bài lục vị công thức thuộc địa hoài sơn sơn thuồng, mẫu đơn vị phục linh trạch tả mật ong như đã nói ha thuộc địa này nếu chúng ta tán bột hết thì phải lưu ý là tán chung các bột dược liệu còn lại để làm hoàng còn nếu nấu cao làm tới dược dính thì cũng nấu vừa phải thôi chứ nấu hết trong công thức thì khi nó dính quá cũng không được ha tùy chúng ta chọn ở viện chọn phước tán tán rất là cực ha nó tán xong nó chất đường nhiều mà khó tán rồi bên quả ha và giờ đủ sao đủ giờ bào chế Chỉ... thôi khỏi chiếu đi ta nhìn hình kỹ thuật bào chế sơ thường chế rượu và các vị thuốc khác được chế biến thành vị thuốc tức là nó phải rửa sạch sấy khô rồi bào phiến thì loại ha. rồi tán bột tục địa thấy lát mỏng sấy khô mới tán bột được các vị thuốc được sấy khô Nghiền Tán thành bột mịn chúng ta rây Tán thành bột mịn xong phải pha di đoạn trộn á Quá trình tán cái gì không đều phải ta phải trộn Trộn cho nó đều Và có rây Rây bằng tay hoặc là máy rây Rây thành bột mịn Rồi cứ 100 gram bột một kép uh, trên á Bột mịn á Thêm 35 đến 50 gram mật Luyện mật Hòa loãng bằng nước sôi thích hợp để cho độ dính thích hợp và đồng thời chúng ta để sử dụng hết khi mà viên hoàng nó đạt 6 mm thì cũng hết cái dịch đó chứ bỏ đi thì cũng không được bỏ đi nó phí với lại thì nó mấy phải tính toán hết xài hết làm nhiều lần thành quy trình thì nó xài hết luôn và làm viên bằng pháp bồi viên đến khi đạt cái thước mong muốn như vậy là bồi viên là dùng các dược dính là mật pha loãng còn không hợp bột mịn hết tất cả các dược liệu đã sơ chế Phức chế tái từ bột mịn rồi bồi viên cứ một lớp tái dược dính một lớp bột mịn đến khi viên đạt cái thước ví dụ 6 mm sấy khô bao viên bằng tan than hoặc mật ong và sấy khô xong bao xong phải đánh bóng bao không phải sấy nó nhanh đánh bóng bằng hỗn hợp sắp vào đô ba sắp ông paraffin là xong rồi tóm lại nó vậy nhưng mà nó đơn giản vậy như quá trình làm nó cũng có cái thuật mình có phải xử lý nó thì có kinh nghiệm đây là lý thuyết nhưng mà khi tới làm mình xử lý được hết ha? nhưng phải nắm lý thuyết này mới làm được rồi đơn giản rồi công năng chủ trị đều dùng bảo quản đó viên bao tan thanh quạt ra đen vậy đó ha? đẹp nhưng mà muốn đẹp hơn nữa màu thì mình cứ chọn màu rồi giới thiệu cái thứ hai cô chú gì đọc ha này đi nhanh thôi quan trị ho công thức bách bộ trần bì thiên môn Bách bộ thì quy định thì bỏ lỗi ha. Thiên môn mới bỏ lỗi cứng ngoài. Mặt môn bỏ lỗi. bạch hà, can khương. Giờ để râu, Tăng bạch bì á. Tẩm mật sao vàng. Nghệ vàng kinh giới. Hồ nếp vừa đủ. Phương pháp này dùng hồ nếp để làm tới dược dính. Nhưng mà không ghi gì thôi. Thổ trợ thêm. Công thức này là giới thiệu với chúng ta. Bách bộ, thiên môn, bạch môn. Tăng bạch bì. Cái đó tán bộ không được thì chúng ta nấu nó nấu thành cao câu lỏng thì chúng ta dược dính ha? còn hồ nếp này phụ theo thôi nếu không dính thì mới thêm 20% thì bài này minh họa là có nấu cao để chúng ta hình dung lý thuyết ha câu lỏng là nấu câu lỏng bích bầu thiên môn bạch môn và tan bạch bì các vị thuốc còn lại ta chế biến xong đó, thành vị thuốc chúng ta sấy khô sấy khô xong là lấy ra liền nha tán thành bột mịn một bột mịn thì người ta phải tán phải dập nó thành bột thô sau đó tán bột mịn nhưng mà nó tóm tắt phải tán qua thô xong mới tán mịn được chứ không tán bột mịn liền máy tán không nổi ha mình xong ta phải rây nó còn sơ ít quá thì bỏ còn nếu còn sơ nhiều thì chúng ta nấu cao sao ta trộn cho chung vô cái bách bộ thiên môn bạch môn rồi ta nấu cao nếu trường hợp nó có nhiều cái bài này thực tế vì không có làm nên không nói được nhưng mà cái sơ nhiều quá chúng ta tán lại lần thứ hai lấy một mình nữa còn một ít sơ thì bỏ đi rồi dùng câu lỏng làm tới dược dính bào chế viên hoàng tiêu cực bồi viên sấy khô và trong trường hợp này minh hòa không hợp tan phẩm màu mật ong cho nên phẩm màu này màu này màu màu đẹp ha ai thích màu đẹp thì bao màu vậy á rồi cũng qua giai đoạn đánh bóng bằng sáp là xong rồi kiểm nghiệm là xong đây chị ho minh hòa chị ho luôn ha Công thức này cũng hay á mà bị mình mình không có làm, như minh họa thôi. Rồi cảm ơn sự chú ý của cô chú và anh chị ha. Xin cảm ơn phần trình bày của Dược sĩ Hà Văn Hùng. Sau đây là giờ giải lao. Xin quý vị đại biểu, quý cô chú chúng ta giải lao trong ít phút. À, đến 9h50, chương trình xin mời quý vị quay lại hội trường để chương trình được phép bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn. Giờ giải lao đã hết Xin kính mời quý vị đại biểu quý cô chú anh chị chúng ta nhanh chóng trở về ổn định chỗ ngồi để chương trình xin được tiếp tục diễn ra xin trân trọng cảm ơn chương trình xin kính mời thạc sĩ dược sĩ phạm minh quân trình bày về chuyên đề kỹ thuật bào chế viên tả hoàng mềm xin trân trọng kính mời bắt đầu bắt đầu em yeah. dạ yeah. À, xin kính chào uh, quý cô chú anh chị học viên thì dạ uh, uh, yeah. uh, hôm nay thì tôi rất là vinh dự uh, được phân công uh, báo cáo uh, giới thiệu các anh chị về cái uh, kỹ thuật bào chế uh, viên tẩy hay còn gọi là viên hoàng mềm thì uh, trước khi uh, tiến hành báo cáo về cái kỹ thuật viên tẩy này thì uh, tôi xin giới thiệu đôi nét về mình thì hiện tại là tôi đang công tác tại khoa dược và trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ đông y đông dược thuộc viện y học dân tộc thì đối với cái dạng bào chế viên tẩy thì tại trung tâm đang sản xuất rất là nhiều cái bài thuốc về cái dạng này có thể cải tên như tẩy bổ trung ít khí tẩy mật nghệ tẩy quy tì tẩy tứ vật đang được sử dụng rất là rộng rãi thì qua bài này thì hy vọng là các anh chị có thể nắm bắt được về cái định nghĩa khái niệm và kỹ thuật bào chế viên tẩy để ứng dụng với công việc công tác của mình về nội dung bài báo cáo thì có năm cái mục tiêu chính thứ nhất là về định nghĩa ưu nhược điểm của viên tẩy cái thứ hai thì tôi sẽ trình bày về cái thành phần của viên tẩy gồm những thành phần chính là những thành phần nào Thứ ba là phương pháp bào chế viên tẩy Đây là cái trọng tâm trong cái bài báo cáo của tôi Cuối cùng là mình nói về cái tiêu chuẩn chất lượng của viên tẩy Và một số ví dụ bào chế của viên tẩy Để các anh chị tham khảo cũng thể ứng dụng Thì nói về một chút về định nghĩa Thì như bài báo cáo của chuyên gia Hà Văn Hùng Thì cái viên tẩy thuộc nằm ở theo phân loại thì trong dược điển đó là dạng hút dẻo, hình cầu, thường dùng đường uống và được bào chế từ bột dược liệu và tái dược chính là mật ong. Chính vì sử dụng tái dược dính là mật ong nên trong dược điển còn gọi cái dạng bào chế viên tẩy gọi là mật hoàng. Viên tẩy thì khác với viên hoàng ở chỗ là về kích thước rất là to và còn gọi là hàng mềm. Trọng lượng của mỗi viên tẩy thông thường từ 5 tới 12 gram. À, với cái À, mục đích là phối hợp giữa bột dược liệu và mật ong giúp cái vị thuốc có vị ngọt dễ uống à, khi dùng bằng, à, thì à, bác sĩ sẽ khuyến cáo là sẽ phải nhai 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 rồi nuốt chứ không có nuốt à, một cách trực tiếp à, em xin à, nói về cái ưu điểm và nhược điểm thì à, à, đối với viên tải á, thì cái phương pháp bào chế cũng đơn giản có thể mình áp dụng tại cái cơ sở của mình dễ sử dụng dễ chia liều thì mỗi 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 ngày thì thường tùy bài thì có thể dùng từ một tới hai viên một lần dùng mùi thơm dễ sử dụng và thường dùng trong những cái bệnh mãn tính và bồi dưỡng cơ thể thì có thể kể như là những cái tác dụng như bổ tỳ vị về cơ xương khớp dưỡng tâm an thần tăng cường tuần hoàng Tuy nhiên thì uh, viên tải cũng có có một số cái nhược điểm như là vì viên uh, nghĩa là cái uh, kích thước lớn và cần phải nhai thuốc nên uh, một số cái uh, bệnh nhân nhỏ ví dụ trẻ em thì uh, khi mà dùng cái này thì, thì hơi hơi khó thứ hai nó là dễ bị hút ẩm dễ bị nhiễm khuẩn và nấm mốc thì cái này uh, em xin trao đổi thêm là vì cái vì cái sử dụng cái uh, dược chính là mật ong và cái cái đặc tính của bột dược liệu khi mà mình tạo thành cái viên thì nó viên có cái hàm ẩm nhất định ở đây bởi vì hàm ẩm và cộng với bột dược liệu có nhiều cái thành phần như là tinh bột đường à, chất bổ dưỡng trong đây thì vi sinh vật dễ phát triển nó mốc. À, và cái thứ ba nữa là không thích hợp cho bệnh nhân đáy thấu đường à, khỏi dùng trẻ em bởi vì cái lượng mật hàm à, lượng đường ở trong cái viên tải khá cao về thành phần chính của viên tẩy thì các uh, uh, quý đồng nghiệp có thể thấy thì có ba thành phần chính đó là khối bột thuốc mật ong và vỏ sáp trong đó cái thành phần mà mình quan trọng nhất đó là cái khối bột thuốc quyết định cái uh, tác dụng của thuốc còn mật ong và vỏ bột sáp thì mật ong là chất kích dính cũng có tác dụng uh, kiện tỳ bồi bổ, bổ ít uh, nhưng mà nó chỉ là phụ thôi còn cái vỏ sáp là cái là cái dạng trình bày của cái dạng bào chế viên tải rất là quan trọng bởi vì vỏ sáp giúp mình bảo vệ bảo quản cái viên tải được lâu đầu tiên thì tôi xin trình bày về cái cái bao bì gì là cái vỏ sáp thì rất đặc trưng đối với viên tải thì do cái kích thước lớn nên sẽ được bỏ vào một trong vỏ sáp thường cái vỏ sáp này được chất liệu làm từ nhựa và sẽ được phủ một cái lớp sáp paraffin bên ngoài để mình ngăn ngừa sự xâm nhập của ẩm vi khuẩn trong cái vào cái viên thì tùy vào kích thước của viên tải như hồi nãy tôi có trình bày là từ 5 tới 12 gram thì cái vỏ sáp nó cũng sẽ có nhiều cái kích thước như các anh chị thấy là từ 1,9 cho đến 2,8 cm thì dựa vào khối lượng viên dựa vào liều dùng của bài thuốc của mình thì mình sẽ đặt hàng đặt hàng cái công ty À, trên thị trường có rất là nhiều cái kích thước cái viên tải phù hợp những cái, anh chị cái quý học viên có thể thấy uh, quý đồng nghiệp thấy trên màn hình tôi xin trình bày tiếp về cái thành phần bột thuốc là cái quyết định đối với cái tác dụng của cái viên tải thì bột thuốc cái bột dược liệu của mình trong cái thành phần công thức nó chiếm khoảng 45% kế đến là mật ong là trái dược chính kết dính cái khóa bột này và dạ, cuối cùng là một cái thành phần tuy nhỏ nhưng quan trọng đó là dầu mè chiếm từ 5 tới 10 phần thì dầu mè ở đây là thông thường rất là được sử dụng như viên tải bởi vì cái tính an toàn của nó và giúp cho cái, cái 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 mật nó không có bị dính dính vào trong trong quá trình mình mình bào chế mình trộn bột nó không dính vào trong thiết bị của mình và mình vê hạt rồi mình chia vi nó cũng dễ về cái phương pháp bào chế viên tẩy thì có hai cái phương pháp chính là phương pháp cổ truyền và phương pháp hiện đại thì cổ truyền ở đây thì rất là cũ rồi thường là các quý vị thường sẽ thấy là mình sẽ trộn bằng cái chạy cối sau đó rồi mình chia ra theo từng viên cân cân theo cái đơn vị của bài thuốc cái cách này thì rất là cũ và chậm À, không đảm bảo được sự đồng nhất về chất lượng. À, cái phương pháp thứ hai thì là pháp hiện đại thường sẽ được áp dụng. Và hiện nay thì à, có hai cái nhánh là tạo thổi chi viên bằng cái bàn chia hoặc là hấp tròn thì vây tròn là chút xíu nữa tôi sẽ trình bày là tôi sẽ có máy có cái bộ phận có cái, cái cấu trúc là nó sẽ vây tròn được cái hạt và nó sẽ cắt cái viên theo cái khối lượng mình mong muốn. Đây là cái năm giai đoạn chính mà uh, bài muốn uh, nhấn mạnh về cái kỹ thuật bào chế viên tẩy thứ nhất là cái bước xử lý dược liệu kế đến là luyện mật ong tiếp tới là luyện thuốc tạo thỏi chi viên và đóng gói bảo quản trong đó tôi xin nhấn mạnh ba cái bước quan trọng nhất ảnh hưởng đến chất lượng của cái dạng bào chế viên tẩy là bước xử lý dược liệu luyện mật và luyện thuốc bước thứ tư tạo thỏi chi viên nó quyết định đến độ đồng đều của uh, của cái đơn vị liều của cái và cái thứ thứ ba đóng gói bảo quản nó quyết định về cái đảm bảo chất lượng trong quá trình lưu kho vận chuyển và phân phối tại bệnh nhân rồi thì tôi xin trình bày cái bước đầu tiên là cái bước xử lý dược liệu thì cũng như chuyên gia hùng đối với bài dương hoàng thì cái viên tẩy thì dược liệu cũng phải được sơ chế sau tẩm theo yêu cầu điều trị tán bột mịn hoặc bột rất mịn sau đó trộn bột kép thì sau tẩm theo yêu cầu điều trị ở đây được hiểu là uh, tùy vào cái cái vị thuốc và cũng như cái mong muốn các anh chị muốn đưa cái, cái vị thuốc mình uh, vào cái cái tạng phủ nào của cơ thể thì có thể sử dụng các pháp chế biến khác nhau ở đây có thể minh họa là như, 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 hoài sơn thường là sao vàng tịch tả hay chích muối đương quy thì gần hai phiến thì sau